Đêm ngược uy tín này à? Quên anh em ạ. Quên bật livestream. Quên chuyển màn hình. Hello mọi người nhá. Good morning. Giờ tôi mới dậy không ạ? Hôm qua ngủ phê vãi luôn. Hello Việt Lê này, Trường này, Đăng Quang này, Bong Bong này, Hoàng Mẫn Huyền này, Con Sim Sói Bạc này, Quân Lê, Vi Thanh, Minh Minh, Khoa Nguyễn này, Fury này, Dương Lê Xuân, New Con, Đức Huy, Harry Hoàng, Vũ Lê, Em Tun. Hello Y nhá, Phong Hà. Hello Lơ này, Quang Gà này, Huy Sim này, Quốc Khánh này, Tấn Hòa này, Giang Miu này, Sơn Mai này, Ngủ Đông Gấu này, Ricky này, Việt Hoàn này, Nguyên Triệu này, Harry này, Hades này, Đờ Cờ Mờ, à, quên nhầm, DQM. Mẹ cái ông này đặt tên của tên nhạy cảm thế. DQM, Bắp Hậu, Zelda, Tony, Yuki, Hải Long Nhím Bịp. Hello Rớt nhá. Gà Rán Chiên Xù, Raeon, Poro, Khoa Nguyễn, An Đại Đế, Huy Sim Sói Bạc, Yuki, Alex Teddy, Tùng Phạm, Thịnh Lê, Nam Gia. Hello Kim nhá. Hà Đào, Việt Hoàn Nguyễn. Hello Penaconi này, Quang Đắc Cấp này, Dương Lê Xuân này, Nguyễn Duy này, Hiếu Ti Con này,
Diện Nguyễn này, Long Gia Bảo này, Quang Lim Pli này, Ca Si Châu, Tùng Pika này, Nam Gia Bùi này. Hả? Hải người làm em ra? Địch, vãi cả cứt quả tên ạ. Vãi cả cứt quả tên ạ. Kiên Quốc Huỳnh này, A Chun này, P Boy này, Maguto này, Lâm Ly này. Bắt ấp hậu rồi mà nhỉ. Hello M Put. Tên mấy cái ông mày đọc khó quá không ạ? Anh em ơi, tên người ta DQM không ạ? Khổ. Đọc thế đéo đâu, nhìn nhầm lại. Chữ bé quá anh em ạ. Chữ bé quá, nhìn tưởng DQM cơ. Vãi cả đái thật. Anh vào test ZZ thì hóng quá. Ừ, sản sức mạnh khai phá đó không. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Hello Phước Huy, Quân Trần nhá, Long Kito nhá. Winter Cloudit. Anh Tuấn trò chơi. Văn Thông, I went to win. Hello Lâm Tùng nhá. Thôi rồi công ạ. Hello cả nhà nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại buổi stream sáng nay. Mẹ thề với câu hôm qua mẹ like. Nay có hiến tế không anh ạ? Ủa, nay hiến tế ai? hôm qua hiến tế tổng cộng 14 cái xác rồi công này. Để giành được chiến thắng anh em này. Muốn còn muốn hiến tế thêm à? Cảm ơn Steel Blade nhá. Hôm qua hiến tế tận 14 cái xác để chúng ta thực sự có một cái chiến thắng gọi là mãn nhãn. Vẫn cứ là 200 like bằng GA một thẻ tháng. Hôm qua hiến tế như thế cơ mà. Vẫn còn muốn hiến tế thêm. Em chờ tí nhá, tôi đi. À, che tắt đi nhở. Hiến em đi á? Ui, mẹ ghê vậy. Ê, anh Hải sửa cái giày ATK trong hướng dẫn Build Aventuri như thế. Ui, cảm ơn Kiên Quốc Hình nhá. Không sửa được Kiên Quốc Hình ạ. Bây giờ mà sửa thì chỉ có up lại video mới thôi. Giờ không sửa nữa rồi. Bút xa gà chết rồi công ơi. Thank you Steel Blade nhá. Thank you Kiên Quốc Hình nhá. Cảm ơn mẹ mấy anh em. Đầu sáng đã được mấy chục đô thế này rồi. Đã quá, đã quá. Sợ thật đấy. Em muốn roll Aven thì được đây, được. Thế trước khi đến với cả Gen Lẹt Zone Zero, được. Nếu như bạn đã thích thì chúng tôi chiều. Nếu như bạn đã thích lựa chọn cái chết. À đây rồi. Aizen to win đây rồi. Quên Argenti công ơi, nhầm. Argenti chứ không phải Argent to win. Tinh Jun đâu nhỉ? Chúng ta cần Tinh Jun để hồi năng lượng đúng không? Chúng ta cần hua hua để hồi đúng không? Được chỗ nào anh à? Gửi ạc cho anh qua chấm than phát bếp cho Steel Blade nhá. Ui mẹ lại thêm 2 đô nữa cơ à? Cái thế này 15-15 à? Không. Nó phải là 16-15 công. Nó sẽ phải là 16-15. Kinh thật vậy, mỗi một câu chat là 2 đô. Mẹ cái thằng rớt đấy hôm vừa rồi mày vừa trúng xong. Cái thằng này mày tham lam thế hả em? Tham lam thực sự ạ. À quên. 16-14 nhầm. Làm gì có 16-15 nhầm. Nó nhầm cái thôi có bắt bẻ ác vậy. Hello chú Bỉn nhá. 16-14 anh em ạ. Anh định khí ai à? Lằng ngoằng có khi ấy. Tự nhiên lại perfectly balanced đúng không? Đúng không cơm? Tự nhiên lại perfectly bad là đâu xem nào. Tôi xem là vẫn chưa thấy bạn Steel Blade gửi ạc anh em ạ. Rất cần Steel Blade. Không, tôi nghĩ là sẽ không cân bằng đâu anh em ạ. Nó sẽ phải là một chiến thắng thuyết phục đấy. Dành cho tôi 16-14. Có cân bằng thật không này hả? Tư tưởng bố đạn là thể hiện rõ ở việc 16-15 à? Đúng thật, tư tưởng này, tư tưởng mẹ gọi là Father Bullet. Ôi, được một tím này, cũng được này. Thực ra thì nếu như mà bây giờ mà đi farm cho Aventurine thì sẽ hơi lâu đấy không ạ? Tôi nghĩ với cái tình trạng này phải farm đi cả tuần ấy. Thì may ra mới đủ cho nó mắc được, nhỉ? Hello Asire nhá. Hello anh Bảy Nha, chúc anh và mọi người ngày mới vui vẻ. Âm mưu là rõ à. Phu lùn hay Aven ơi, em đắn đo quá. Thật ra thì ôi, ê. Lần đầu tiên tôi thấy con đồng hồ này nó ưu tiên hành động không ạ? Hay chưa? Cảm ơn Khang Nguyễn nhá. Thank you Khang Nguyễn, chào mừng Khang Nguyễn đến gói free to play. Hello anh Tú nhá. Theo anh em thì phu lùn hay Aven? Được rồi.
Tôi nghĩ là mọi người đã đều có Aven rồi đúng không? Theo anh em ai sẽ tốt hơn? Ok chưa? Mình làm một kèo gọi là vô đông. Được đấy, hợp lý đấy. Full lùn. Aven to win. Ok. Aven to win nghe đọc. Aven to win. À, thôi tôi đọc là Aven to win. Ok. Ok ok. À đây quốc nhân này à? Em Steel Blade này à? Được, 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 được. Giờ anh vào nhá, chờ anh tí cho anh xả sức mạnh hay phá phát. Được, 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 để anh tiễn chú. Để anh tiễn chú. Một đoạn đường này vậy. Để anh tiễn chú, để anh tiễn chú. Sao anh tôi lại treo đầu dê bán thịt chó thế này? Ảnh thumbnail là ZZ mà vào stream thì là Honkai Star Rail à? Mình phải làm một tí gọi là treo đầu dê bán thịt chó anh em ạ. À. Phải làm vậy á, phải làm vậy á. Thôi đùa thôi anh em, thử sức mạnh khai phá một tí thôi. Xong rồi chúng ta vào ZLS Zone Zero anh em nhé. Thật ra là ở thời điểm này nếu mà nói về việc live stream ZLS Zone Zero thì tôi đã thật với công là tôi là người live muộn nhất con mẹ rồi. Tôi thấy anh em live từ lúc 10 giờ cơ. Trong khi đó 10 giờ tôi mới ngủ dậy công ạ. Xong rồi đó hai vợ chồng tôi hôm nay không ăn bún ốc nữa. Mà hai vợ chồng tôi chuyển qua bộ môn mới là bún riêu anh em ạ. Bún riêu bò đậu. Ngon tuyệt vời. Ở Vũ Thạnh. Ngày trước là bọn tôi cũng có ăn rồi nhưng mà ngày xưa rồi ít ăn bởi vì tôi nghiệm bún ốc. Nhưng mà do là ăn quá nhiều bún ốc nên thành ra là bọn tôi đã chuyển qua bún riêu anh em ạ. Hiến tế em trước đi anh ạ. À. Tất nhiên rồi, có mỗi mình em làm gì còn ai nữa. Ok. Không phải lo. Steel Blade ơi, chú yên tâm, chú yên tâm. Ai rồi cũng lên đoạn đầu đài thôi. Ai rồi cũng sẽ được anh tiễn một đoạn thôi. Không việc gì phải vội cả. Anh này ngày nào 10 giờ cũng dậy à? Kiểu gì đa số cũng chọn full lùn mà thôi. Ui, 57% chọn full lùn à? Này, nói thật với anh em ý, với cái tỷ lệ mà 58% chọn full lùn này tôi thấy là hơi ít đấy. Từ đầu tôi cứ nghĩ là anh em sẽ chọn full lùn nhiều hơn đấy. Tôi nghĩ là phải 80% chọn full lùn đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là thành công đấy. Nếu như mà Aizen to win mà hiện giờ đang có một cái hiệu suất và cũng như một cái cốt truyện hay như vậy thì tôi đánh giá là đây là một thành công lớn dành cho nhân vật này. Bởi vì nói gì mà nói anh em ạ, con phu lùn ý là con nhân vật hiện giờ phải công nhận với anh em nó là quá hot. Waifu quốc dân luôn đúng không? Bảo kê cũng tốt, búp cũng tốt. Lại còn lùn nữa chứ. Lùn nữa còn bỏ hốt nữa chứ. Perfect, perfect. Tó vu à? Không, con này làm gì có tó mà vu. Hả không? Không hề có một chút tó vu nào ở đây cả. Tó còn không có thì làm sao mà vu được. Vu này người ta gọi là vu khống không ạ? Hả? À, anh cứu ạc em với á? Lại sảnh à? Thôi sảnh chắc để mai đi không ạ nhờ. Hôm nay mình chơi ZLS Zone Zero rồi công ơi. Ủa ông này ở server Mỹ à? À bảo sao hôm qua thì không tế mà hôm nay mới tế. Ok ok nhé, Steel Blade nhá, rồi anh vào nhé. Thực ra Aven cũng lùn. Ái chà. Phách tổ à? Phách tổ. Phách tổ. Rồi tôi sẽ nâng hết mấy cái nhỏ nhỏ này anh em nhé. Xong mình sẽ nâng mấy cái to sau. Được chưa? Ê, lại cần nhiều thế. Uầy. Holy moly man. Bây giờ mới được nâng Aizen to win đấy cơ mà. Hết rồi đúng không? Ok nha, mà tôi ghép cái này phát. À, hình như là mua được đấy công ạ. Mua được đấy anh em ạ. Ờ đúng, đúng. Đổi cho tan mà, giờ đang giàu mà. Ừ, tận 4.300 công ơi. Tẹt đi. Tẹt bô đi, đồng chí ơi. Đang giàu à? Bao giờ reset đấy nhở? Ủa còn lâu anh em ạ, tận... Tận còn mười mấy ngày nữa cơ mà. Thoải mái công ơi. Dư.
Để nâng cái này trước anh em nhỉ. Em bảo nâng cái gì trước cơ ông ơi. Chợt nhận ra rằng mình là thằng hướng dẫn Bill mà. Mình đi hỏi các anh em kính chat thì có chết không. Đang định đi hỏi là nâng cái gì trước cơ ông nhỉ. Đây. Trong khi mình là thằng làm video hướng dẫn Bill. Xú rồi. Xú chắc rồi. Chắc chắn là xú rồi. Chứ người bình thường không thể như thế được. 8 à? Ê, còn tận 7 cái cơ á. Mẹ nó cần đéo lắm thế. Uầy. Hỏng nhỉ, đau đầu đấy công ơi. Mẹ lưng trông Argentuin này, đau hết cả đầu ạ. Mẹ farm chắc phải cả tuần sau mới xong công ạ. Anh nhớ hai viết kịch bản đúng không à? Tụi em quen rồi. Lộ. Không hề. Tôi hết rồi công ạ. Hết rồi. Thôi được rồi, tạm biệt thế anh em nhá. Level 6 cũng là ok rồi đấy. Thật ra nói thật với anh em là level 6 này mà lên level 7 lên cũng được một chút chút thôi nhỉ. 20% với cả 248 là cũng ok rồi. Chơi tạm vậy đi anh em nhá. Đồ đạc hiện giờ chưa có anh em ạ. Nhưng mà thôi để sau. Mà đã không có vũ khí cầm anh em ạ. Hơi tiếc là con này của tôi không có chấn di pát. Con này của tôi mà có chấn di pát là bú rồi đấy. Ơ, này từ từ đã nhỉ. Hay là mình làm một tí này không? Ôi đâu rồi. Đúng không? Nhờ. Làm cái 600 không? Mình lấy cái giây phút thắng lợi không không? Cũng được đấy chứ. Tôi còn chưa có chấn di pát này không này. Dồn đi anh ơi đừng sợ à. Được luôn anh ơi à. Nhưng mà còn lâu mới được công ạ. 300 có đời đéo nào. Bút múa. Thôi được rồi. Tôi sẽ quay cho Steel Blade anh em nhá. Ấy. Ôi. Ông Long Kito lại muốn hiến tế à. Thôi hỏng rồi. Hỏng rồi. Thế như vậy là sáng nay có tận hai bạn muốn hiến tế các anh em ạ. Là bạn Steel Blade và bạn Long Kito. Cái thế này là cái thế tôi nghĩ là phải... 18, 14 thôi không ạ. Được. Nếu anh em đã muốn như vậy, tôi sẽ tiễn anh em một đoạn đầu đài. 15, 16 là rõ à. Chờ tí anh em nhá. Tôi gacha phát xong rồi. Ủa. Sao tài khoản này không tồn tại. Login Gmail à. Ủa. À đúng rồi à, bảo sao. Giật hết cả mình ạ. Chờ tí nhá. Steel Blade, uầy. Cái kèo của Steel Blade này mà tôi hô biến lên được 17, 14 thì tôi nghĩ chắc là tôi cũng bù đẫm đấy cơ mà. Người anh em này bên Mỹ. Người anh em này giàu điên. Cho cái vote đi anh ơi à. 90 em nhé. 90 em. Cho cái vote à. Thôi được rồi anh em ơi, chờ tí nhá. Trước khi quay thì tôi sẽ cho cái vote. Hiện giờ tôi đang thấy là anh em vote cho Iron to win khá là nhiều đấy. Mọi người đang vote tận 45%. Tôi hơi bất ngờ đấy không ạ. Từ đầu tôi cứ nghĩ là. Nói thật với anh em mà từ đầu tôi cứ nghĩ là anh em sẽ vote cho full lùn phải 70-80%. Chứ tôi không ngờ là anh em vote cho phu lùn có 55% rồi đấy. Chứng tỏ là con Aventuri này cũng mạnh thật đúng không? Không hề là lùa gà trên video đúng không? Mẹ trên video tôi bảo top 1 bảo kê các kiểu con đà điểu. Nhưng mà nói thật với công là sau khi tôi làm video xong tôi cũng hơi... Ủa? Chưa gửi về nhỉ? Tại mà chờ tí anh em nhá. Thế này. Hiện giờ anh em này cái lượng vote người ta đang vote là 55% full lùn này và 45% Aizen to win này. Tôi thấy là kiểu vote này cũng khá là căng đấy. Tôi hơi bất ngờ đấy. Em thấy Aven ngang nhau anh ạ. Đi team theo sau full lùn Radio Topaz là ngon chán luôn. Aven này khiên châu kinh. Công nhận với công đấy.
Ủa lạ vậy? Trời ơi, không xác định danh tính à? À rồi rồi à? Ủa, có thấy đâu? Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, ok. Lại 17 ạ? Mẹ mất thời gian thế nhở? Mấy cái ông login Gmail ấy, mấy ông đừng login Gmail, tôi xin các ông đấy, thật thề. Các ông là link cho tôi cái ID được không? Bởi vì là các ông để login Gmail này có khi sau này mất mẹ ở Gmail chứ đùa. Thật đấy. Hoặc là mấy ông nào mà dùng mail của trường ấy, rất là nguy hiểm luôn anh em ạ. Cảm ơn Diroti nhá. Chưa bao giờ win kèo á. Ui, có nên bán nạc không anh à? Anh nói thật với em, anh sợ bán, đéo ai mua em ạ. Ui, cảm ơn anh Thái Ngô nhá. Ronaven về xài xu hướng thị trường đi với cả Acheron tích sách nhanh. Anh Quỳnh Thái Ngô. Anh xin code này. Giờ mới gửi qua mail. Đúng rồi đấy, tôi login vào nhiều ạc, có nhiều bạn mà đi còn login vào mail trường nữa không ạ? A còng cái gì đấy, Hanu cái gì đấy, chấm edu cái gì đấy, kinh lắm, các bạn chả hiểu kiểu gì. Sau này ra khỏi trường là bay ạc ấy. Bởi vì nhá, là anh em phải hiểu một cái điều rất là nguy hiểm ở chỗ ấy. Đó là gì? Tôi nhớ là có một vài trường hợp nhà phát hành sẽ không cho anh em đổi mail. Ví dụ anh em được đổi mail hình như là 2 lần thôi thì phải. Và nếu các ông mà đổi quá số lần nó sẽ không cho đổi mail nữa anh em ạ. Và nếu mà các ông để cái mail edu vô tình là cái lần cuối cùng ấy thì đi. Lần cuối đi bên nhau. Coi như là 4 năm đại học. Cũng là kết thúc. Đúng không? À, tôi chết mẹ rồi. Ê, quên mất thằng này nó server Mỹ công ơi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Ông ẻm này server Mỹ. Ê, nó có chán không? Quên các bạn. Mail trường tốt nghiệp là nó khóa đấy. Đúng rồi anh em ạ. À. Mail trường nó không không giữ cho anh em. Mỹ đúng không? Ở America này. Nên là rất là nguy hiểm cái trường hợp đấy. Anh em tôi nghĩ là anh em nên bỏ cái mail trường đi. Đừng dùng mail trường. Thế với câu mà chẳng lẽ câu lười đến cái mức câu không tạo được cái Gmail à? Đúng không ạ? Đây à? Ronaven đúng không em trai? Có Ron Trần không à? Steel Blade ơi. Uầy. Đúng là người giàu chơi game không ạ? Đúng là người giàu chơi game. Hu nít ngọc ánh sao? Khi mà chúng ta có thể nạp. Đúng không? Hulit. Hulit. Đúng rồi các bạn, giàu là bằng lười đấy. Chính xác đấy. Tại sao chúng ta phải cần ngọc ánh sao khi chúng ta có thể nạp vào? Đi làm không thời gian chạy map anh ơi à? Đấy chưa, người ta đi làm người ta kiếm tiền nó nhanh không ạ? Chạy map chạy mùng cái gì? Ui thế thì Steel Blade này mà sang bên Genshin chắc ngợp. Khi nào ông chơi game kia thế? Chắc là một xíu nữa không ạ? Tôi gacha nốt cho bạn này phát với cả một bạn nữa. Bạn là Long Kito nhé. Thì tôi sẽ quay chơi qua chơi ZZZ. Ơ cái gì đấy? À nạp rồi à. Đang bảo ít sao ít ngọc ánh sao thế. Nạp tôi xem nào. Sắp nổ á? Ồ, như vậy 51 nháy anh em nhé. 51 nháy như vậy dự kiến khoảng 30 nháy đúng không? Rồi, và đó sẽ là 16-15. Được chưa? Theo anh em, thôi rồi, tôi đóng tạm cái vote full lùn với cả Aizen to win anh em nhé. Tôi nghĩ thực ra thì hai con này nó cũng gần như nhau thôi anh em ạ. Chẳng qua anh em sim con nào hơn thì anh em sẽ lấy con đấy thôi. Tôi sẽ làm cái vote nhá.
Và đó là 16, 14, 15, 15. Thử đấy, thử đấy. Ok. Ồ, tôi lại nói nhầm mình 16, 15, chết mẹ điểm rồi. Hỏng ơi. Ô kìa. Nói nhầm anh em ơi. Nó là 16, 14 anh em chứ. 16, 14. Ô, con nạc này vẫn còn cái trinh đít à? Ái chà, vẫn còn đấy không này. Vẫn còn x2 này. Quỷ không? Đố bạn là rõ à. Vốt anh em ơi. Nào, xin một vốt xem nào. Thử làm gì khi mà ai cũng biết kết quả. Thôi rồi, tôi quay luôn anh em nhá. Ui, 72% à. Được rồi, tôi nhớ đấy. Tôi nhớ 30% người này đấy anh em nhé. Tôi nhớ 30% cái ông này đấy. Tôi nhớ đấy. Anh đao bản PC client ZZ trên PC sao vậy? Thì phải trúng beta thì mới đao được mà anh em. Trúng beta thì nó cho link mà đao. Nào, 61. Chưa có gì cả. Ái chả. Cũng có tí gung đấy. Không sao, hai tím à. Ai believe. 71. 71. Ủa sao lại nhớ ừ nhờ, đúng thật nhờ. À không, nhớ 30 là bởi vì 30% các bạn ấy ủng hộ ba. Vẫn chưa có gì không ạ, đây rồi. Ui còn múa này. Ngon này, Steel Wallet này. Múa thời điểm này là quá ngon luôn đấy đúng không? Múa. Nào, giây phút sự thật đây rồi. Nó phải là 16, 14. Hoặc là thằng em tôi sẽ bị tiễn đi một đoạn đầu đài. Vẫn còn một bạn nữa anh em ạ, vẫn còn một bạn Link Kirito nữa cơ. Bạn đấy mới là chốt sổ. Và đó là Aizen to win 16-14. 32% anh em chưa chắc làm được. Anh Liêm Aizen to win. Ôi vẫn chưa được cơ mà, sợ thế nhở. Đây rồi, phát này được này. 16-14. Đâu rồi? 67%. 67% những người không tin tôi. Sao rồi các bạn? Các bạn thấy sao? Các bạn thấy sao khi tôi ở trên đỉnh xã hội? Các bạn cười tôi những lúc tôi ở dưới đáy. Và các bạn thấy sao khi tôi ở trên đỉnh? Các bạn thấy sao? Rồi nhá, xong kèo của Steel Blade nhá. Chúng ta đến với kèo Long Kito này. Long Kito chốt sổ luôn 17-14, ok. Bú à, cảm ơn Steel Blade nhá. Thank you Steel Blade nhiều. Tất nhiên là bú rồi. Các bạn nói đi. Các bạn cười tôi khi tôi ở dưới đáy. Vậy giờ sao khi tôi ở trên đỉnh xã hội? Tôi có những kèo win gọi là thuyết phục đi vào lòng người. Hôm nay tôi chứng minh cho anh em biết rằng tất cả hôm qua chỉ là content thôi. Mình xin code. Bình thường thôi à? Ok à? Nó phải là 17-14 anh em nhé. Chốt sổ luôn cho banner Aventurine. Mình vẫn win. Đỉnh gì mà lưu 14 thế kia? Tất bảo rồi mà anh em, tôi đã bảo rồi. 14 kèo này thực chất là content. 14 kèo này thực chất là 14 người anh em cực kỳ thân thiết với tôi. Những người anh em cực kỳ tin tưởng tôi. Những người anh em muốn ủng hộ tôi. Là sau này có đủ cơm áo gạo tiền, mua được máy hút bụi cho vợ. Những người anh em đấy không có khả năng ủng hộ tôi cái gì khác ngoài content, ngoài view, ngoài những lượt like. Nên là các bạn ấy quyết định rằng các bạn ấy không thể ủng hộ được bằng vật chất. Các bạn quyết định là thôi được rồi, anh à thì em đi. Em có mỗi cái sắc ve này thôi. Anh bảo được anh cứ bảo. Tất cả
Ờ con mên đâu? À con mên đây à? Đau khổ cũng khó khăn lắm mấy chứ công. Hôm qua khi mà tôi làm như vậy, trong tim tôi cũng chảy máu công mà. Trái tim này cũng biết khóc đấy. Những lời cảm ơn gọi là chân thành đến những người anh em cực kỳ là thân thiết. Họ đã ủng hộ tôi bằng tất cả mọi thứ, bằng mọi cách. Vặn à, thế cơ à? Rồi, kèo này anh em nhé. 37-63, rồi. Rồi, tôi lại xem lại một lần nữa xem nào. Và đó là 17-14 hay là 16-15. Đấy rồi. Nào, tôi cùng xem lại xem là cái... Tôi cùng xem lại xem là liệu công sẽ lựa chọn gì nào. Hãy chọn giá đúng công nhé. Hãy chọn giá đúng. Hãy chọn cho mình đúng nền văn minh. Là chảy máu dữ chưa? Cầm 1M4 vẫn thấy vui à? Không phải anh em ạ. Tôi đã bảo rồi mà, những người anh em ấy sẵn sàng bị thí anh em ạ. Xin được thí. Thực ra ấy, hôm qua anh em nhé, tổng cộng là 30 kèo này, tất cả là những người, những người anh em thân thiết, những người anh em mà muốn gọi là ủng hộ tôi về mặt nội dung, về mặt kinh tế. Nhưng mà tuy nhiên thì những bạn ý lại không có gọi là khả năng về kinh tế, nên thành ra là bạn ý quyết định rằng bạn ý lấy thân mình ra để lấp lỗ châu mai. Thứ nhất là cho chúng ta cộng một content. Và thứ hai là tôi bú được cái kèo 100k một kèo lệch công ạ. Chứ tôi thật với các em, nếu như mà Minh Thống mà không xuất hiện, Minh Thống mà không có cái kèo gọi là 100k cho một kèo lưu ấy, thì tôi đảm bảo với công đến bây giờ là 30-0 rồi anh em ạ. À, tất cả là như vậy đấy. Tất cả là chỉ vì cơm áo gạo tiền thôi anh em ạ. À, ui 74% à, mẹ hết tờ nhiều thế nhở. Cảm ơn Halu Zivet nhá, top một người tôi tin tưởng. Cái gì cơ, như nhân tố y á, là thầy yellow ấy hả? Anh này cố tình quay lệch để bú tiền mà. Tôi xem bạn này nhờ. Bạn này đang PT bao nhiêu nào? Ồ, bạn này đang PT 30 anh em ạ. Ok. PT 30 anh em nhá. À 25 chứ, nhầm. 25. PT 25 cộng 59 vé à? Ok. Rồi. 35. Tin chuẩn không anh à? Chuẩn chứ còn gì nữa. Cảm ơn Tùng nhá. Em hôm qua chả ủng hộ anh nhiệt tình, em lại còn vừa ủng hộ anh một kèo lưu 100k mà em lại còn ủng hộ anh 5.000 nữa cơ. Thank you Tùng rất nhiều. Hợp lý đấy Tùng ạ. Đúng là một viewer trung thành, xứng đáng đứng trong bảng vàng. 35 anh em nhá. 45 nào. 45 chưa thấy đâu à. Uầy, tuyệt vời quá, ba tím này. 55 vẫn chưa thấy đâu các ông ạ. 200 like mình qua phải tháng em nhá. 65. Wow, 65 chưa thấy gì à. Cả nhà ơi, cho xin một like đi, tôi gửi ai tháng luôn này. Tôi nghĩ là phải lúc gửi ai tháng rồi em ạ, mình phải làm phép một tí đi. Chứ mình luôn chay này, nó hơi nguy hiểm. Cảm ơn Trung Hiếu nhá. 2.2 nhờ anh rôn hộ Robin luôn nhé. Ui, cảm ơn Hiếu nhiều. Cảm ơn Đạt nhá. Thế người win cũng ủng hộ ác luôn đấy chứ. Đúng rồi, tất nhiên rồi, người win là người ủng hộ. Cũng thật sự là ác. Tức là tất cả những người mà nhờ tôi rôn đều là những người ủng hộ tôi anh em ạ. Chẳng qua là những cái bạn lưu ấy là bạn cố tình để lưu để mà làm gì? Để mà cho tôi thêm một chút gọi là để mua máy hút bụi thôi. Cảm ơn anh Thái Ngô nhá. Lại văn là hiến tế anh em thân thiết để mua máy hút bụi thì có. Anh em chờ tí phát, tôi phải làm cái thẻ tháng phát công ơi. Sáng nay mình làm cái thẻ tháng đi. Anh em gọi tôi chấm than sọp hot cây. Và đừng spam quá 5 lần nhá. Một lần nữa thay mặt anh em trên kênh chat, cảm ơn sọp hot cây đã GA 30 thẻ tháng. Để thẻ tháng thứ 6 rồi anh em ạ. Rồi. Anh em nào muốn ủng hộ thì ghé qua sophonkai.com nhá. Chúc mừng anh em, à chúc anh em may mắn. Thật ra mấy bạn ấy muốn lấy bảo hiểm để Robin à. Đây này công này, Lê Trung Hiếu gửi tôi 10.000 đây này công này. Bây giờ còn chưa sang 2.2 mà Lê Trung Hiếu đã bảo là 2.2 nhờ anh rôn hộ Robin luôn nhé này. Có khi là bạn Hiếu này bạn đang muốn ủng hộ tôi thêm 100k nữa đấy. Cảm ơn Hiếu rất nhiều. Thank you em.
Tuyệt vời lắm Hiếu ạ. Robin chưa thấy đâu mà đã ấy rồi, đã ủng hộ sẵn từ đây giờ rồi. Hỏi chấm hỏi chấm à. Thật ra là không ai muốn lấy bảo hiểm ở đây cả. Không, người ta lấy bảo hiểm cho Robin hết cái công. I stand to win thì thật ra thì tôi nghĩ là những bạn ấy là có hết sustain rồi, các bạn cần gì bảo kê đâu, đúng không? Hợp lý quá gì nữa. Nào anh em ơi, gọi anh nào, rồi tôi quay tiếp nào. Một lần nữa là cảm ơn sóc con cai nhé, đã gọi thẻ tháng. Và thẻ tháng đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay mốc 200 like. Mỗi 200 like mình gọi một thẻ tháng em nhé. Thẻ tháng đầu tiên sẽ thuộc về ngày bao nhiêu anh em nhỉ? Hôm ngày 18 đúng không? 18/04 này. Còn đó là gà rán chiên xù à? Ui, mẹ quả tên nghe ngấy vậy. Gà rán chiên xù. Bài đầu tiên rồi anh em ạ. Và là hội viên. Đâu nhờ? Đếm ngược anh em nhá. 7. À có em rồi, ok. Chúc mừng gà rán chiên xù nhá. Gà rán chiên xù vui lòng chụp ảnh tài khoản YouTube và gửi giúp tôi qua chấm than fanpage nhá. Cũng như là gửi tôi số mua tài khoản ngân hàng. Chúc mừng bạn nhá, người đầu tiên. À, mốc 400 mình gửi tiếp anh em nhé. Nào, lên đường. 75. 75 chưa có gì à? À. 75 chưa có gì cũng phải thôi anh em ạ, thường nó hồn nổ 76. Hai tím à? Ê. Cái mùi này. Cái mùi này không thật sự là ổn lắm. Áo ra vào lại reset luck anh em nhá. Reset luck, reset luck, reset luck. Làm một tí bật lửa ấy các ông ơi. Đốt vía, đốt vía, đốt vía, đốt vía, đốt vía, đốt vía. Vía xấu thì đi, vía tốt ở lại, vía xấu thì đi, vía tốt ở lại. Ý là mấy cái vía lệch red thì đi hết nhá. Vía tốt thì ở lại này, tức là vía trúng red này. Mẹ sợ thật tiên, nhìn hơi rén thật không ạ. Nhưng mà không sao cả. Tôi nghĩ mình phải có niềm tin. À bạn này, anh em muốn đôn lẻ không? Hay là muốn đích đôi? Chú muốn x1 hay x10? Anh lại lấy bật lửa ban thờ à? Ban thờ có hai bật lửa mà. Anh chờ tí ra hỏi sắt. Hết luôn anh ơi à? À? Hết luôn thì một cái thôi, làm gì mà hết. Và đó là 17, 14 anh em nhá. Tất nhiên rồi, nó là như vậy rồi. Ta, 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 ta. Easy. Easy. Thực sự là easy cơ không ạ? Rồi ok chưa? Đâu rồi? 64% anh em. Dậy mà gáy nữa đi. Dậy mà gáy nữa đi. Dậy mà gáy nữa đi. 17, 14 được chưa ạ? Đúng hơn là ủng hộ shop nạp à? Cảm ơn Tùng nhá. Chứ còn gì nữa không? Rồi, như vậy là chúc mừng Steel Blade với cả Long Kito. Hai bạn đã có một buổi gacha. Nói chung là đối với tôi là easy anh em ạ. Như những gì tôi vẫn hay làm. Chẳng qua là hôm qua nhiều anh em muốn ủng hộ tôi thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với tiết mục chính của ngày hôm nay anh em nhá. Hóa ra 14 hôm sắc hôm qua là content thật à? Tất nhiên rồi, nó là như vậy đấy. Nó là như vậy đấy. Nào, tôi sẽ đổi sang game ZZ anh em nhá. Và chúng ta sẽ live stream ZZ Zone Zero. Con game này thật sự là may mắn anh em ạ, khi mà được live stream. Để xem mà liệu nó có thay đổi gì chưa nhá. Start game. ZZ có Paimon không à? Không ơi, cũng đéo có Paimon, cũng đéo có bom bom thật.
Ôi cảm ơn Huy Thành nhá. Chào mừng Huy Thành đến với Free to Play. ZZ làm gì có bay mõm đâu mà lờ mao. Rồi anh em hãy chờ tí nhá. Đồng ý. Ok này. À, anh em muốn nghe nhạc game này không? Hay là cũng nghe nhạc của tôi? Con game này hiện giờ là có tiếng Việt rồi anh em ạ. Nhưng mà nó lại chưa có... Nó lại chưa có... voice of tiếng Nhật. Có con thỏ giống bom bom đấy anh ơi à? Ờ anh em chờ tí, tôi tắt nhạc của tôi đi. Đúng rồi, có mỗi vài tiếng Trung anh em ạ. Tiếng có to anh em? Ơ? Để voi Nhật mà không? Tạm mà chat đi anh em nhé, cho dễ nhìn nhé. Nhưng mỗi tội miền Nam trông xấu vãi cứt công nhỉ. Thề. Tại sao nhà phát hành của chúng ta lại có thể thiết kế nhân vật nam nó xấu như vậy được? Nói thật với em ở thời điểm này, nếu như mà nói về mức độ thiết kế nhân vật main thì tôi đánh giá chả cao nhà phát hành này gì cả. Không mà mắt trông nó có xấu không chứ? Lữ tất nhiên rồi. Of course. Of course anh em ạ. Ơ chết rồi. Chờ tí phát tôi gửi cái link này cho tôi quay phát. Chương 000 kinh doanh kỳ quặc và đạo nghĩa. Nhạc có to quá không? Nhạc bé bảo tôi nhé, để tôi chỉnh lại. New Eridu ngõ 14 khu Gia Nút. Trong một tòa nhà cao tầng tuyệt vời quá, có tiếng Việt rồi. Tôi là sĩ quan trưởng, đang giám sát cuộc truy bắt trên ngõ 14, ok. Cảm ơn Nguyễn Lucky nhá. Ôi, mà có tiếng Việt nó xuống hẳn đấy không ạ? Thề với anh em luôn. Rất xin lỗi vì tai họa lỗ hổng đột ngột xuất hiện. Ok. Tôi muốn thông báo rằng tôi đang truy bắt kẻ chủ mưu bang Nanh Đỏ. Nhưng mà cái phong cách của con game này nó giống như phong cách của comic đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đề ra vu à? Em tài đề ra vu. Ui, liên tục là những tiếng píp không ạ? Ái chà, nghe chưa? Có cả skip không ạ? Mình làm một tí skip thử không? Wow. Vỗ tay. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Được, 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 tuyệt vời quá các bạn ơi. Nhạc lên rồi. Chúng to quá đúng không? Đây là Anbi anh em nhá. Anbi hiện giờ đang là linh vật của con game ZZ này. Bíp hơi nhiều à? No, đừng skip. Thôi skip đi công ạ, để lúc nào cái game ra công được trải nghiệm cốt truyện chứ. Lâu không quên chi quên mẹ rồi công ơi. AW để di chuyển này. Từ nhá. Chúng ta cùng xem nào. Một vài thông tin thiết lập đâu đúng không? Tôi rất tiếc. À không hạn chế á. Uầy. Really?
Wow. Really? Thật sự như vậy luôn á? Blue mà tôi tắt đi nhá. Really? Right là cái đéo gì? Bắt đầu lại là cái gì không? À, bắt đầu chiến đấu lại à? Ồ, ok ok, cứ tưởng cái gì. À, và trong này là anh em có thể xem được một vài thứ mọi người ạ. Đây là gì nhỉ? Gọi là gold để mà anh em hoàn thành này. Đây là các cái chiêu thức của Anbi này. Rồi. Combo là đánh thường, đánh nhân đường, nhấn giữ. Rồi, kỹ năng đặc biệt. Chúng ta sẽ có combo đánh thường, kỹ năng đặc biệt. Ok. Rồi. Nói chung là có combo không ạ? Ok. Ô, cái này giao diện giống với cả HD3. Ôi. Ui. Công ơi. Ui. Vua. Cái này là không có lock FPS thật công ạ. Ui mượt lắm công ơi. Ui, màn tôi màn 240 hạc anh em ạ. Ui mượt lắm. Tuyệt vời quá công ơi. Để được. Đấy, để combo đấy công ạ. Đây rồi, thanh năng lượng đã đủ đúng không? Ấn chiêu E đúng không? Kỹ năng đặc biệt, ok. Trời, cũng được không ạ? Gọi là có combo. Nhưng mà nó lock cam hơi gần nhờ. Nhờ. Giá như cam của nó tốt hơn tí nữa thì đẹp. Cam này hơi gần quá anh em ạ. Cam này nhìn nhiều khi không bao quát lắm. Game có nặng lắm đâu ạ. Ui, cấu hình đề xuất của nó cao phết đấy các bạn, đừng đùa. À, để chắc là tôi sẽ bật lại xem cái... Chết rồi, làm thế nào để bật được cái nhỉ? Làm thế nào để bật được cái FPS nhỉ anh em nhỉ? FPS là hình như phải bật là Afterburner đúng không? Đây là Anbi Demara. À, Demara, nhân viên chính thức của tổ chức vạn năng nhà thỏ xảo quyệt. Nhà thỏ xảo quyệt. What the hell? Lúc này dùng FPS này Afterburner. Chứ rồi tôi setup lại sau vậy. Nhưng mà nhìn mượt lắm anh em ạ. Tôi cảm giác như là chắc là phải trên 200 khung trên giây đấy. Tôi vẫn chưa sở hữu củ cà rốt nào đều. Ấy chà, củ cà rốt. Và cũng không có người kết nối hỗ trợ. Xác suất bị lạc trong lỗ hổng lên tới 96%. À, ok. Uầy. Tôi sẽ ghi âm lại giọng nói của mình với những trải nghiệm của mình trong chuyến đi này. Bằng cách này tôi sẽ, nếu không may gặp nạn hoặc là bị e giờ ăn mòn biến thành quái vật. Ok, ok. この一帯は地形が複雑だから慎重に進む方向を決めないと救助される確率が37.8%低下する。mẹ tôi đéo hiểu anh em ạ. Người tương lai người ta nói chuyện nhau bằng xác suất à? Tôi đảm bảo với anh em luôn là mấy cái ông này tương lai này học xác suất thống kê rất là giỏi. Cứ mở mồm ra một câu là lại xác suất. À skip đi anh, không spoil hết à? Ừ nhỉ, đúng. Đúng, hợp lý. Đúng. Nào anh Billy nào. Đây là gì đây? Mất thăng bằng à? À, thực ra nhà phát hành tôi nghĩ là dùng cái mất thăng bằng này nghe nó không hay lắm anh em nhỉ. Có thể gọi là phá vỡ sức bền được không? Giống với cả Honkai Star Rail không? Đúng không? Mất thăng bằng. Kỹ năng đặc biệt đánh trúng kẻ địch sẽ mất thăng bằng. À, liên kích à? Ok. Tức là kẻ địch bị phá vỡ điểm yếu thì sẽ có liên kích. Ồ. Nó QTE đấy các bạn.
bọn nó hệ khác nhau là sẽ từ đó. Tôi phải chỉnh lại cái phát anh em ạ. Cái chuột bàn phím nó khá quan trọng. Độ nhạy ống kính à, chắc giảm bớt đây anh em nhé. Được rồi đấy, ok rồi đấy. Spay à? À, spay để chuyển nhân vật, quên. Quên, mình cơ số 1 với số 2 anh em ạ, đéo hết chuyển nhân vật ạ. Mang tiếng chơi rồi đấy, giờ quên mẹ luôn. À đúng rồi, khi kẻ địch mà bị phá vỡ điểm yếu ấy, phá vỡ sức bền anh em ạ. Anh em mà dùng đòn trọng kích ấy là công sẽ được kích hoạt QTE. Ồ, ultimate à? Mẹ anh này mang tiếng chơi beta 2 rồi, bây giờ sắp beta 3 mẹ như người mới chơi vậy. Tiếng game to quá mà tiếng nhân vật thì bé hả? À ok, tôi chỉnh lại phát. Chơi trước bút hưu à? Ta sẽ nhắm vào điểm yếu không đau đâu à? Ái chà. Chết rồi, thằng này tỉnh dậy rồi. Yanbi ngầu phết nhờ. Cái phong cách này là phong cách của bên Hot Game 3 hả không? Hay là phong cách mới đấy? À lại skip à? Mấy cái ông này buồn cười ra đấy. Ui, mấy cậu lại buồn cười thật đấy. Muốn trải nghiệm cốt truyện một tí không được. Này, thế thì tôi hỏi thật công, cái hồi mà công bảo là không có tiếng Việt thì đéo chơi, thế bây giờ có tiếng Việt rồi cậu không cho chơi thì làm thế nào? Giảm tiếng nhạc một tí đúng không? Spay là để né này. Ok này. Đánh đi. Tốc điện. Gì đấy? Ôi, đòn này không bơ, không counter được à? Đòn này không counter được à? Cứ tưởng counter được. À parry à? À parry, mẹ thề lắm thuật ngữ quá. Con game này nó sẽ có hai loại anh em nhé. Một là Perfect Dot và thứ hai là gọi là gì nhỉ? Perfect Swap à? Ờ, Perfect Swap anh em ạ. Chứ nó không giống như con Wuthering Way đâu. Trò này có content Zero Cycle không à? Trò này chắc là chỉ content của No Damage thôi anh em ạ. Ui tuyệt vời nhờ. Được đấy chứ. Hợp lý đấy công ơi. Ui thật với anh em luôn, sang cái phiên bản lần này ấy. Nói thật với mọi người luôn là tôi thấy Nói thật với mọi người là nó tối ưu rất nhiều về cái mặt hiệu suất đấy anh em ạ. Bởi vì hiện giờ thời điểm này tôi thấy ấy, cái phiên bản trước ấy là nó rất là giật, nhưng mà sang bên này phát lập tức thấy tối ưu hơn cực kỳ luôn. Khi mà chúng ta có một cái thứ gọi là FPS không hạn chế anh em ạ. Tôi không biết là liệu sau này nhà phát hành người ta có giảm đi không thì tôi không biết, nhưng mà ở thời điểm này nó mượt vãi luôn. Nói thật channel. Ê như thế nào?
Thư. Uầy, 20 ron. Nhưng mà 2 ron thường à? Hơi ít nhỉ. Ồ, phiên bản này chúng ta có Elen anh em nhé. Con này khỏe lắm đấy công ạ. Con Elen này khỏe điên luôn này. Vũ khí của Elen này 50 lần chỉnh đầu tiên chắc chắn sẽ ra đại diện cấp S. Ok này. Lần chỉnh đầu tiên là cái đéo gì? Rôn à? Ui, trong này gọi là lịch chỉnh à? Nghe buồn cười vậy. Thử nghiệm khuếch đại giới thiệu tiếp sức. Thế, mấy ông này dùng tiếng Việt đau đầu thật. Chỉnh kênh là Rôn đúng rồi công ơi, chỉnh kênh là Rôn đấy. Lỗ hồng số 0. Ui, lắm event thế. Còn nữa à? Nhức đầu nhỉ? À đây vẫn còn cái cuối cùng đúng không? Ủa, thế thì sao nữa? Nhận ủy thác. À đây à? Mà chưa được mở roll không ơi? Chưa được mở roll. Roll phải như này bao nhiêu được mở cơ anh em ạ? À đây rồi, chúng ta cùng thử xem nhé. Xem là cái Hollow Zone. Uầy, nó còn có hai chế độ cơ không ạ? Chế độ giải trí và chế độ khiêu chiến. Chế độ giải trí là lấy trải nghiệm cốt truyện là chính. Độ khó thấp, thích hợp với người chơi giải trí nhẹ nhàng. Ái chà. Độ khó chiến đấu khá cao. Đúng rồi, là tôi đấy. Một người chơi hệ thử thách. Ok. À, người ta cũng thay đổi về cái giao diện rồi anh em này. Cái icon rồi này. Hợp lý đấy. Ơ, cái này đéo skip rồi à? Ơ, mẹ skip lỏ à? Ôi, hố ra. Mẹ skip lỏ rồi. Nhưng mà nó lầy thật công ạ. HDD. Ui, Pokemon. Cái con Hollow này nhìn hay anh em nhỉ? À không phải Hollow, con này gọi là cái con đéo gì, con băng bu chứ. Theo như cốt truyện thì hai đứa này bị đi lạc anh em ạ. Và bọn kia phải cái con Nicotine kia nó phải đi tìm đến nhà lữ hành của chúng ta, nhà khai phá của chúng ta, hay còn gọi là nhân vật chính của chúng ta, để mà dô cứu hai cái thằng này. À đây rồi. Hora. Nhìn ngầu không? Nhìn ngầu vách cả biểu. À đây rồi. Ok. Comeback lại về chế độ bỏ qua. Được, hợp lý. Ê, thế cũng phải làm cái này à? Lại nó à? Handbook. Ê, tủ auto. À, ấn vào nó tự chạy à? Không cần phải di chuyển đâu á. Ủa, tức là sao? Nhấn chuột được anh ơi à? À, thì ra là thế à. À, hiểu. À, ok, cũng được, gọi là tôi thấy là ok hơn một chút đấy.
chúng ta sẽ không cần phải chúng ta sẽ không cần phải ấn áp WASD. Ủa nhưng mà ý tôi đâu phải là thế, ý tôi tưởng là ấy mà, tôi tưởng là nó sẽ cho chúng ta auto bỏ qua cái này. Chứ mẹ vẫn giải đố à? Mẹ lại vẫn giải đố này thì cũng hơi đau đầu cơ mà. Ôi, né trượt rồi. Ấn nhầm nút ship không phải né. Vẫn chưa quen lắm. Chơi Wuthering Way nhiều cứ nút ship thôi. Con game này nó để nút cách anh em ạ. Hơi khó chịu. Trong con game này anh em ạ, cái đòn QTE ấy, và cái đòn Ultimate ấy, đang rất là to luôn. Nên thường người ta phải cố gắng người ta kích hoạt cái QTE lên để gây thêm sát thương. Proxy Sensei. Mẹ thế mà sáng nay em Soju bảo với tôi là anh ơi chưa có tiếng Nhật đâu. Mẹ cái thằng này lùa, lùa gà vãi cứt. Có thể dùng thiết bị lắp đường dây à? Có khác gì đâu mẹ, anh dai à? Hello Linh Nguyễn nhá. Mẹ sáng nay đây, tôi cũng tin ở đây. Thằng này lùa lắm không ạ? Hozo Creator, ok. Anh ơi, tí anh để voi chung nha, mấy voi khác chưa có file đâu. Ô, chưa có voi Nhật à, chưa à anh ơi. Lúc này là 10 giờ 13 anh em nhé, tức là server đã mở rồi công nhá. Server đã mở rồi đấy, nó còn live stream rồi đấy. Mẹ. Cái gì đây? Trả đi còn gì nữa. Licker lỏ à? Ma đúng là lấy cơ lỏ thật. Anh em ơi 200 like mình vẫn gà một tháng anh em nhá. 200 like vẫn gà. À quên nhầm 300 like nhầm. 300 à sợ quên. Sao lại 300? Mỗi 200 like gà một tháng và 400 like gà anh em nhá. Mẹ ông này bị hacker Soju làm lỏ hết cả rồi. Ui. Kéo gì đẹp đây. Ô, né chưa à? Mẹ cay nhờ. Ok. Mẹ quay đấm liên tục vào mồm này. Ê, ê. Mẹ, anh trai này có thật sự là biết chơi game không đấy? Mẹ cứ nút ship không ạ? Ồ. Ê, lại đánh chuột. Mẹ quỷ nhờ. Mẹ non thật đấy. Ô này anh em ơi, hình như là phiên bản này nó cải tiến hơn cho anh em dễ chơi hơi game hơn anh em ạ. Anh em nhìn cái nút à, tôi bị che rồi nhỉ. Em chờ tí, chắc tôi chuyển cao lên trên anh em nhé. Chắc tôi chuyển cao lên trên cả nhà nhé, cho anh em dễ nhìn được. Bởi vì là anh em không nhìn thấy cái QTE, à quên nhầm, cái swap nhân vật, perfect swap. Nó update hơn anh em ạ, ngày xưa nó chỉ cho 4 lần thôi.
Và mỗi lần mà anh em vào QTE thì nó sẽ hồi một lần. Nhưng mà hiện giờ là tôi thấy nó cho 5 lần đấy sao ấy, 56 lần ấy. Ôi, cảm ơn Linh Nguyễn nhá. Ghê vậy. Thank you Linh Nguyễn nhiều nhá. Tôi làm cái bút anh em nhé. Bỏ qua này. Tôi xem nào. Thế chuyển cam lên trên anh em nhé. Chuyển cam lên trên thì che tạm cái thanh cơm đi nhỉ. Trong này nhé, nếu như mà anh em kiểu dạng như là mọi người mà thu thập đủ ba cái này này, ba cái gọi là cái cục này tôi không biết là tên là gì, nhưng ba cục này nếu anh em mà thu thập đủ ấy là mọi người sẽ được nhận full thưởng. Nó giống như kiểu 3 sao anh em ạ. Ăn 3 gói hội viên free 3 tháng liên tiếp luôn. Ủa phải trường vậy. Ơ thế công muốn cho cái cam này góc nào? Cho lên trên nhé. Thế này nhé. Được không? Bởi vì ở bên này nó có anh em ạ. Nice timing. Tôi đọc cốt truyện quá công ơi. Này, tôi có cảm giác hình như là đồ họa có được tút lại hay sao anh em ạ? Anh em nhìn đồ bóng này. Đúng không? Nhưng mà nhìn con bé Nicotine này cảm giác nó cứ giả giả hay không nhỉ? Ui. Mẹ nhìn vãi cả tất chân. Mẹ cái tất như thế này mà nó đi được không ạ? Không hiểu kiểu gì ạ. Nhưng mà được cái là con game này nó thiết kế một cái ngôn ngữ, có một cái ngôn ngữ thiết kế nhìn nó hiện đại nhỉ. Nói chuyện với Y à? Ok. Để mắc setting giùm anh em, để mắc setting giùm. Why thằng anh mình. Cái gì cứ thua họ luôn, mỗi lần có khách quen đòi giảm giá đều có mở một tài khoản phụ trên internet để thanh toán. Là sao? Internet à? Internet là internet anh em ạ. À, đây mới là tên của mình à. 715 Gaming. Ok. Bài đăng trên internet sẽ bao gồm nhiều loại thông tin khác nhau. Ok. Rồi. Thông tin trợ giúp à? Cái này nó như kiểu là nhiệm vụ phụ anh em ạ. Cái này là như kiểu nhiệm vụ phụ hay không nhá? Công nhận không? Bài tập kết nối. À cái này là cái thưởng lên cấp này công này. À không phải thưởng lên cấp mà thưởng giống như kiểu là thưởng tân thủ ấy anh em. Khi mà anh em làm đủ nhiệm vụ là mọi người sẽ nhận thưởng đúng không? Ok. Rồi ok. Cái này quét đúng không? Cái này chính là Ngọc Ánh Sao anh em nhá. Phim màu là chính là Ngọc Ánh Sao. Đây là roll này anh em này. Băng gốc là roll banner thường. Còn có một loại băng khác cơ, để roll banner limited cơ. Ui mẹ, đọc tiếng Việt nghe nó không quen, nó hơi ngợp. Ôi chết rồi, bạn đã bỏ. Lại bắt đầu người chơi hệ skip gaming rồi.
Bàn làm việc đã mở khóa. Bàn làm việc là cái quần què gì? Sạc điện thoại bỉn đâu á? Hôm qua bỉn mang phòng cho anh còn gì nữa? Sổ tay kết nối là cái gì? À, tôi thấy là hiện giờ cái UI của cái thanh máu này nó hơi bé anh em nhỉ? Nhìn nó hơi bé anh em ạ. Bảng thông tin nhân vật nhìn cũng hơi bé nhỉ? Rồi nộ này. Mất thăng bằng và liên kích. À, trong game này nó dùng thuật ngữ là mất thăng bằng giống như là phá vỡ sức bền anh em ạ. Ừ. Còn liên kích thì hình như là... là cái đéo gì? Là QTE à? Không thể nói gì về QTE. Gì đây? Khi tấn công kẻ địch sẽ tích lũy mất thăng bằng này. Rồi. Mất thăng bằng tích lũy giới hạn nhất định sẽ rơi vào trạng thái mất thăng bằng. Rồi. Và kẻ địch rơi vào trạng thái này sẽ không thể hành động, chịu thêm sát thương và bội số đam mất thăng bằng bên dưới. À, bội số mất thăng bằng là bên dưới là cái 150% à? Rồi tôi hiểu rồi các ông ạ. Tức là nếu anh em mà cho kẻ địch vào trạng thái mất thăng bằng thì anh em sẽ tăng thêm 150% đam. Vỗ bội số anh em nhé, multiple đấy. Gái ta chưa có anh em ơi. Gái chả phải là bao nhiêu mới có ấy. Độ ồn và đòn kết liễu. Độ ồn à? Đây là độ ồn à? Tuyệt kỹ đấy à? Xung kích và chắn đạn. À, né và né phản kích. Ok. À, anh em đát 2 lần à? Giống Wu Thring Wave hết. Đấy, nó cho 2 lần né anh em ạ. Chi viện hoàn hảo. Ok. À, cái gọi là chi viện hoàn hảo à? Ok các ông ơi, để sau đi. À, mấy cái này chúng ta cũng được ấy à. Này cái gì, tình báo là cái gì? Uầy, cái này là USB à? Rồi, cái này giống như cái khu achievement của anh em ấy. Anh em vào đây để mà anh em nhận thêm ngọc cánh sao. À quên nhầm, nhận thêm phim màu. Tôi quên mất mẹ, dùng thuật ngữ ấy chưa quen cho lắm. Đến ngõ 6 xem thử. Dịch là choáng này sẽ hay hơn à? Trong này là hình như là có stun đấy không ạ? Nên là tôi nghĩ là không dùng từ choáng được. Bốn trăm like đúng không GA phát nhé? Đâu nhỉ, GA phát ra rồi đâu? Nào GA phát anh em ơi. Liên kích kiểu chém liên tục vậy hả? Thẻ tháng tiếp theo của chúng ta sẽ là thẻ tháng của Bố Phong anh em nhé. Chấm than cảm ơn Bố Phong hát. Bố Phong hát sáng nay không thấy đâu nhỉ? Thôi tôi nghĩ là cái chuyện dịch đấy phải từ từ anh em ạ, à, không việc gì phải vội cả. Chuyện dịch cái chuyện dịch cả đời mà cơ. Game có khi ra rồi mà dịch còn lỏ cơ mà. Nè cũng là chuyện bình thường thôi. Thẻ cao à? 8888 Danny, ok. Trong này tiền tệ nó gọi Danny anh em ạ. Đọc báo à? Chả hiểu làm gì. Thêm ủy thác à? Ta thêm nhiệm vụ đấy anh em ạ. Tôi xem nhé, bọn này nó có không nhé. À, nó chưa cho mình mở bán à? Này như kiểu một cái xã hội bên Nhật đấy anh em nhỉ? Nhìn nó kiểu style bên Nhật. Yahoo, irasai.
Susie. Ok. Cách dùng W engine. Đây này anh em này, chúng ta vẫn chưa có ấy này. Chúng ta vẫn chưa có Google Gacha, chắc phải tí nữa cơ. Core engine, Core available. Đây là vũ khí anh em nhé. Nhưng mà cái vũ khí trong này nó vẫn chưa thay đổi nhiều lắm nhờ, nhìn vẫn hơi xấu không ạ. Cường hóa. À, hướng dẫn để cường hóa anh em ạ. Level 10. Đối với nhân vật kích phá, à trong này sẽ có mấy loại nhân vật anh em ạ. Có nhân vật kích phá, nhân vật bắn súng nữa thì phải, tôi không nhớ rõ lắm. Mất thăng bằng do kỹ năng đặc biệt cường hóa gây ra tăng 10%. Như nào nữa? Ồ, đây là hệ chi viện à? Hệ tên là chi viện á? Hệ tên buồn cười nhỉ? Hệ này là hệ đả kích à? À, E giờ, đam E giờ, ok. Khống chế bất thường, tinh thông bất thường, tỷ lệ xuyên thấu, uầy. Mẹ giờ quay ra nhìn bản tiếng Việt này nghe. Nghe đúng là mù thật. Internet thiết lập, ok, người đại diện là nhân vật anh em nhé. Như vậy là chúng ta chưa có ấy đâu. Chúng ta chưa có gacha ở đây đâu, gacha phải level 5 thì phải. Tôi GA nhá. Một lần nữa cảm ơn Bố Phong H đã GA thẻ tháng. Và thẻ tháng 400 like này, 600 mình sẽ vẫn GA thêm anh em nhé. Thẻ tháng 400 like này sẽ thuộc về Trung Kiên Trần à. Trung Kiên Trần là người anh em nào nhỉ? Alo. Em à, ok, Trung Kiên Trần vui lòng chụp ảnh tài khoản YouTube nhé và gửi cho tôi qua chấm than fanpage nhé. Trung Kiên Trần là đầu tiên anh em ạ, và này là hội viên nhé. Rồi, 600 like mình sẽ gửi tiếp nhé. Tạm biệt đã. Thực ra là cái lần ở beta 2 anh em ạ, tôi cũng có chơi rồi. Nhưng mà lần đấy tôi chưa chơi đến cái giai đoạn gọi là kết thúc của beta 2. Tôi mới chơi khoảng level 40 thôi anh em ạ. Tôi cũng có đi một vài những cái content của end game của nó rồi. Thì nói chung là về cái mức độ combat các kiểu thì con game này... À đây rồi! Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Beta này còn 21 ngày anh em ạ. Thường trực là cái gì? À, kênh thường trực có sự kiện phúc lợi cho người mới. 5 lần giảm 20% chỉnh kênh, tức là roll. Trong 50 lần chắc chắn ra đại diện S, ok. 10 lần chắc chắn ra đại diện A. 90 lần chắc chắn là ra ấy, ok. Chúng ta đang có 21 vé. Banner, đây là banner limited anh em nhé. Banner limited lần này rate up con Elend anh em ạ. Con này rất là mạnh. Và đây chính là vũ khí của Elend. Mặc dù thật sự là con game này setup cái vũ khí nhìn nó cũng hơi... kiểu nó cũng không được đẹp lắm anh em nhỉ. Và đó là 17, 16 à. Mà đó là... có da vàng không? Không có vàng nào ở đây cả anh em ạ. Và đó là A. A chúng ta có gì? Nhưng mà gacha trong game này nhìn nó không đã lắm nhỉ. Đây là vũ khí của hệ kích phá à. Khi HP của mục tiêu lớn hơn hoặc bằng 50%, mất thăng bằng do người trang bị tăng 10%. Khi HP của mục tiêu lớn hơn hoặc bằng 75%, hiệu quả tăng thêm 10% nữa. Ok. Nhưng vũ khí đéo nhìn xấu vậy. Trông lõi hóa thạch quý. Chắc là phải sửa không ạ, chứ thế này thì hơi xấu.
Nữa đây, khăn nữa đây. Hai tím cơ à? Nhưng mà phải công nhận với em là đây rồi. Colin Wicker. À Wicket. Khí gì đây? Vũ khí của phòng hộ à? Cú đá bay của kỵ sĩ, giới hạn tăng 8%. Khi bị kẻ địch tấn công, người trang bị tăng 10% xung kích. Xung kích là cái quần què gì ta? Loli cầm cưa. Ồ thì ra cũng là Mihojo đạo nhái mi chó anh em ạ. Ok ok. Vẫn cứ là 300 nháy các anh em nhé. 300 nháy được chọn một nhân vật. Banner thường được chưa? Cũng 300 roll luôn. Ok đấy. Thôi được rồi. Cái số phim này chúng ta sẽ để anh em nhé. Chúng ta sẽ để có cho nạp không? Ê. Hai mươi à? À mua được này công này. À đéo cho nạp công ạ. Chúng ta có thể làm gì ở đây? Ui vãi trưởng công ạ. Giống hệt bên Honkai Star Rail luôn. Chúng ta sẽ được mua vũ khí tại vũ khí banner thường anh em nhé. Giống hệt bằng cách đổi tinh huy tinh trần. Cái này là cái gì đây? Vật phẩm quý à? À cái này liên quan đến con băng băng bu anh em ạ. Là con hỗ trợ mình sau này. Đổi băng gốc à? À đây cái này là đổi ấy này. Ok cái này là mua bình thường thôi. Cái này được mua 5 lần anh em ạ. Cái này rồi sẽ full thôi. Chúng ta đang thiếu mấy vé nữa nhỉ? Một vé, hai vé, ba vé đúng không? Ba vé này tôi mua hai cái nhé. Cái này là kiểu dạng như là mụ hàng tháng ấy. Chúng ta sẽ có 5 vé free anh em. Ơ vẫn thiếu một à? Mẹ cay nhỉ? Vẫn thiếu một à? Đổi cái này gọi là dư âm tín hiệu anh em ạ. Rồi ok này. Nào! Nhảy 30 nè. Và đó là cũng hai tím không à. Cũng hai tím. Mỗi tội chưa thấy vàng đâu cả. Ồ tôi ra Anbi này. Anbi và đây là ai? Thề với anh em con game này toàn Fury không à. Mẹ con game mày đúng fan service. Fury người chơi hệ gì? Đây là người chơi hệ quỷ băng à? Gu em à? Rồi cầm cái đéo gì đây? Mẹ vũ khí này phang phát chết người à? Loli Fuji. À, được rồi, mình có Anbi là ok rồi. Cửa hàng 24 giờ. Ok cái này vừa để xem rồi đúng không? Rồi chúng ta vẫn có thể đổi được 5 vé ở đây nữa anh em ạ. Rồi để đổi sau đi. Chúng ta có người đại diện mới đúng không? Chúng ta có kỹ năng anh em ạ. Rồi đây là tinh hồn anh em nhé. Đây chính là tinh hồn. Chế độ nạp nhanh khi đòn 4 tấn công thường chảm kích trúng kẻ địch. Đòn 4 tấn công thường chảm kích trúng kẻ địch. Nhận ngay hiệu quả năng lượng quán bi tăng 12% và duy trì 3%. Nạp nhanh 1 phút chiến đấu nửa giờ. Ok. Cái này là gì? Cái là kỹ năng cốt lõi à? À cũng là co à? À thì ra là nhà phát hành này lấy trộm cái từ co của tôi ở bên Honkai Star Rail sang bên này đặt cho nhân vật à? Kỹ năng cốt lõi. Khi Anbi phát động đòn tấn công thường sẽ đánh. Kỹ năng đặc biệt hoặc là kỹ năng đặc biệt cường hóa. Sau đòn tấn công thứ 3 sẽ tăng 32% mất thăng bằng. Ok tôi là con này chuyên đi bào sức bền. Đúng chưa? Năng lực thêm. Điện song song khi trong đội có cùng thuộc tính với bản thân. À cùng thuộc tính à? Quay hệ tính hệ lôi anh em ạ. Ta nếu mà có lôi
thì khi mà Albi né phản kích đánh trúng kẻ địch, tức anh em né gọi là perfect dot ấy, thì công sẽ được hồi thêm năng lượng. Ok, 5 giây hồi phục một lần cũng ghê. Cái này là cái gì? Cái này là level của tuyệt kỹ đúng không? Rồi ok. Ui nhiều thế. Rồi không có gì đặc biệt cả. Rồi chúng ta cũng có nâng level cho các kỹ năng anh em nhé. Nó cũng có tỷ số, hệ số phần trăm luôn anh em ạ. Đây gọi là bội số damage multiple đấy. Bội số mất thăng bằng. Ok. Kỹ năng đặc biệt à? Nói chung là anh em mà sạc đủ cái gọi là cái chiêu chiến kỹ cường hóa này thì bội số rất là to anh em ạ, 580%. Còn cái tuyệt kỹ thì bao giờ cũng là to nhất anh em nhé. Thư có 10 roll nữa, anh gỡ lại vừa có 10 roll à? Từ từ nhé, đâu tôi xem nào. Đâu tôi vừa nhận rồi mà. Ủa đéo đâu ấy nhỉ? Tôi nhận thư rồi. Thư là 20 roll mà, anh em nhầm không? Tôi nhận rồi các ông ơi. Rồi như thế nào? Rồi ok anh em nhé, chúng ta có tinh hồn 1 nhé. Tinh hồn 1 để sau đi. Sau này mình sẽ update tinh hồn sau. Xác thực thành công, người đăng nhập Patreon. Ôi tưởng tôi tên 715 Gaming. Đây nói chung là chúng ta sẽ có ấy em ạ. Nhưng mà con game này nó có một cái rất là dở. Đó là nếu tôi không nhầm anh em ạ, là anh em làm quét ấy, mọi người sẽ vẫn mất sức mạnh khai phá. Cái này chắc là với anh em nào mà chơi chơi từ beta lần trước mọi người sẽ nhận ra. Đây tôi thử làm nha anh em nhé. À câu chuyện chính thôi anh em ạ, câu chuyện chính biến mất rồi. À có năng lực thêm cơ à. Khi trong đội có nhân vật cùng phe hoặc thuộc tính giúp bản thân. À cái này biết rồi, cái này vừa nói rồi mà đúng không? Thôi dùng con này đi. Dùng con nicotine này đi. Hãy tăng cấp cho nhân vật đại diện nào. Tăng cấp cho nhân vật đại diện nào. À tăng cấp à. Tăng cấp và thêm nhanh à. Ui level 10 luôn đấy hả? Ok luôn. Điện kích phá này. Khống chế bất thường là cái đéo gì nhỉ? Tôi sẽ thêm con Noli cầm cương. Này, tôi cảm giác hình như là sang phiên bản này nhìn cái nước da nó không thật lắm nhỉ? Trà nhựa cái anh ơi thì mới chơi mà công. Con này là hệ gì? Con hệ lôi à? Con hệ e giờ à? Ôi chơi một con bắn xa anh em nhé. Tôi nghĩ chơi một con bắn xa đi. Ok. Đéo cho vào được. À được rồi, được rồi, được rồi. Cùng phe. Cùng phe à? À có một cái khá là hay anh em ạ. Cùng phe với cả cùng thuộc tính nó khác nhau nhá. Phe là trong này chia phe đấy anh em ạ. Ơ anh tắt Bloom à? Ồ thế à? Ok ok. Cùng phe là cái có, bọn này có cái phe gọi là hang thỏ quỷ xảo quyệt. À cho hai nhân vật thôi à. Con này cũng là phe. Con này cũng là phe hang thỏ xảo quyệt anh em ạ. Đây này. Đấy. Nhà thỏ xảo quyệt. À hiện giờ nó cho có hai người chơi thôi à. Mẹ Sida vậy. Có đủ ba người mà. Ừ như kiểu là anh em sẽ được kích hoạt thêm một hiệu quả gì đấy. Chơi Oni Noni đi anh, Oni Noni. Ồ, con thì xấu mà không, từ từ nhé. Đâu, tắt Bloom, bật Bloom đúng không? Tôi tưởng Bloom nhìn xấu. Rồi, cào hết nhá. Không hạn chế nhá, ok chưa? Ok 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 né trượt. Toàn quên không ạ.
Đe chuột. Con game này nó hơi dở một chỗ anh em ạ. Từ lần trước đã thế rồi. Đó là cái việc swap nhân vật ấy. Cái việc swap nhân vật ấy nó lại theo thứ tự anh em ạ, chứ nó không được chuyển giữa các nhân vật mình muốn. Ví dụ công muốn chuyển qua nhân vật 1 2 3 chẳng hạn thì nó phải theo thứ tự. Kiểu anh phải swap theo thứ tự ấy, 1, 2, 3 này anh thấy không? Chứ chúng ta không thể kiểu ấn 1 này. Đấy, nó chỉ như thế này thôi không ạ? Chứ anh em không thể ấn 1, 2, 3 được. Kiểu nó sẽ hơi khó khăn trong cái câu chuyện anh em phải setup lại cái đội hình của anh em là con nào đứng nhất, con nào đứng thứ hai ấy. Để combo cho nó dễ. Chứ kiểu mình chơi Genshin hay là mình chơi Wuthering Way ấy, anh em chỉ cần ấn 1, 2 và 3 là xong. Con này nó không như thế. Ông nào mà đang chơi mấy con game kia quen rồi là mọi người vào đây mọi người sẽ hơi bị ngợp một tí. Hả? Nó có trái phải mà anh ơi á? À, xài tay cầm mà được à? Ồ, là thế à? Đâu như nào nữa? Cái này còn chưa làm đúng không? Đây này, kiểu anh em phải setup vào đây đúng không? Có trẻ lút được anh em ạ, có trẻ lút được. Lúc combo cái đấy cái khác anh em ơi, combo QTE là khác anh em ạ. QTE nó là một cái câu chuyện khác, còn cái mà chuyển nhân vật ấy, anh em dùng nút space ấy. Nó là khác. Ô, cái gì đấy? À, ui. Bây giờ chúng ta có x đôi anh em ơi. À, ngày xưa chúng ta đi từng bước này đúng không, anh em nhớ không? Bây giờ nhìn đi. Chúng ta có tua nhanh. Tự tua nhanh đấy. Cảm ơn Đạt nhá. Nút ship nó cũng có tác dụng anh Dương anh em ạ. Cảm ơn Đạt nhá, nó có nút ship. Nút ship của nó là nút né. Còn nút cách của nó là nút swap anh em ạ. Nó sẽ có hai cơ chế là perfect dot, tức là né một cách hoàn hảo để mà counter. Và cái thứ hai là perfect swap, perfect acid ấy. À, giữ nút à? Tức là đang phát phải giữ nút à? Uầy. Ok ok, đã hiểu đã hiểu. Nhưng mà nói thật với công là nó cho mình đi đường vòng à? Nó không mình đánh nhau à? Thế nhưng mà đánh nhau được không? Tôi muốn đánh nhau công ơi. Đâu thử xem nhé, xem chỉnh nhân vật kiểu gì nhé. Chuyển nhân vật nó vào vòng tròn đấy á, đâu? Đây anh em nhìn chưa? Chúng ta có mấy cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, ui 6 cái đổi nhân vật cơ à? Update rồi đấy, game đã có update rồi đấy. Phát vừa rồi của tôi là dot thì phải. Có lock không? À có lock luôn anh em ạ. Ok ok ok. Có lock, có lock. Ủa làm cái đéo gì đấy bạn? Địch mà.
Mặt anh chết không ạ? No damage. Rồi, đây là cái mục tiêu chúng ta cần lấy cái này. Đây là nơi giải thoát, đúng không? Ok. Nhấn giữ A để lép xích phát nhanh à? Ok. Tức là một, chúng ta sẽ lựa chọn ở đây để nó chạy. Hai là chúng ta sẽ lép ship để cho tua nhanh. Đâu, tôi xem swap nhân vật nào. Đâu? Được đéo đâu công lừa tôi à? Nút space của tôi nó chỉ tới thôi mà, làm gì có nút trái phải. An bia đến nicotine mà. Chóng cả mặt. Chóng hết cả mặt. Múa ghê đấy. À lúc combat thì hả? Ở cái QTE không làm gì anh em ạ. Lúc sau nhân vật bình thường cơ. Đây, nhiệm vụ của chúng ta thường là sẽ đi thu thập cái dữ liệu quan trắc này anh em này. Em thu thập đủ 3 cái là cũng sẽ được full gọi là full điểm. À, tôi hiểu rồi. Mình phải đẩy cái này anh em ơi. Mình phải đẩy cái này ra đây. Đây, đổ cái vật nặng này ra. Nói chung là cái này cũng giải đố khá nhiều. Cẩn thận đừng đẩy ra rìa nhé. Cái này nút gì? Nhưng mà nếu như mà cái phiên bản này mà nó vẫn như thế này anh em ạ, thì đúng là cốt truyện nó cũng nó cũng không phải thật sự đỉnh cao lắm thật. Để mà chúng ta muốn có mấy cốt truyện đỉnh cao như kiểu là bên Genshin thời điểm đầu đúng không? Hay là bên Honkai Star Rail cũng thế. Tôi thì tôi không chơi Honkai Impact lắm. Nhưng mà hiện giờ tôi thấy là cái cốt truyện của bên Zealot Zone Zero ấy. Nói thật với anh em lúc đầu tôi nó bởi vì nó không có tiếng Việt anh em ạ. Tôi đều hiểu cốt truyện là cái gì luôn. Nhưng mà tôi hy vọng là cái trò giải đố trong game TV này nó sẽ giảm bớt đi. Bởi vì nếu mà nó vẫn cứ nhiều như ngày trước thì nó sẽ hơi chán anh em ạ. Sau này càng chơi về sau càng giải đố nhiều mà không. Ui. Trời, nè kinh nhờ. Ui, nhưng mà con game này hiện giờ nó cho mình tận 6 lần để anh em có thể perfect acid ấy, là rất nhiều đấy. Tôi nhớ ở phiên bản trước nó cho có 4 anh em ạ. Cốt truyện của Honkai Impact 3 tuy hay nhưng mà phần đối thoại toàn chữ đến 90% người ta toàn skip mất anh ạ. Ừ, thì rõ ràng rồi nhỉ. Rõ ràng rồi công ơi, lệch đi đâu được. Đọc nhiều ngàn lắm. Cái giải đố phần cốt, giải đố nằm ở phần cốt truyện thôi, event hay là đi ải thì không có đâu, chỉ có búp để đánh. À thì đương nhiên rồi công mẹ công. Ông ơi, tôi có chơi bản test trước mà.
Nhưng mà nói thôi anh em ạ, đến một thời điểm ở đấy khi mà anh em cảm giác anh em làm nhiều cái giải đố quá em chán ngay. Tôi thời gian trước là tôi bị chán đấy không ạ, chứ phải đùa đâu. Và một phần thứ hai là cốt truyện mình nó không hiểu lắm. Áp lực lớn hơn là cái gì? Một phim màu à? Chắc là chơi endgame anh em ạ thì nó sẽ đỡ, nhưng mà thời điểm đầu sẽ hơi nhàm một tí đấy, đến một cái giai đoạn giải đố quá nhiều. Đây là chả quét này. Chơi thử có cho nhiều pool không á? Tôi nghĩ là không đâu anh em ạ. Chắc là cũng bình thường thôi. Ăn mì sẽ duy trì hiệu quả búp trong 3 hiệp. Rồi. Ăn mì để tăng búp, ok. Múa mì. Múa mì ha gì lao. Mẹ mì đéo có quả trứng với cả quả nấm vậy. Mì đéo gì có đúng một quả trứng với cả mấy cái viên nấm vậy. Thịt của tôi đâu? Mỗi lần ăn là một lần cut screen à? Không anh em có thể skip được. Trung bình mì sinh viên à? À cái này chúng ta có thể mua được em nhé. Vào đây chúng ta có thể mua được. À đây. Nhưng mà hiện giờ cái này cho chúng ta mua. À đây. Ui. À cái này là ghép à? Mảnh chip W engine. Ok. Và sau này là anh em có thể mua được vũ khí 4 sao. Ồ ghê phết nhờ. Song tinh rơi lệ. Tăng tấn công. Uầy. Nhưng mà cái này lấy đâu ra nhỉ? Phòng khiêu chiến nguy hiểm à? À cái này từ tách vũ khí anh em ạ. Tách vũ khí là có. Nhưng mà chắc là vũ khí 4 sao free có thể ghép được thì nó cũng cùi thôi. Nó cũng không phải quá nhanh đâu mà. Đây chúng ta có một cái phần gọi là thu hồi anh em nhé. Giống như tái chế không nhỉ? Cũng được anh em ạ. Tôi nghĩ sau này sẽ có nhiều content người ta chơi vũ khí 4 sao ấy, chứ người ta chả chơi vũ khí 5 sao đâu. Người ta chơi kiểu kỹ năng anh em, người ta không bị mất máu ấy. Ui như hơi hiệu con cái bách bà. Cái phông chữ tiếng Việt này tôi nghĩ là nên thay đổi một chút. Nhờ. Tôi cảm giác cái phông chữ tiếng Việt này hiện giờ nó đang hơi bị gầy một tí anh em ạ. Nó béo 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 như kiểu đốc đốc vậy thì ok này. Sẽ gầy à? Mẹ công chỉ thấy là nhanh thôi. Nãy anh rôn ra cái vũ khí kích phá cho nicotine anh đeo chưa? Chưa anh em ạ. Bao giờ nâng lên thì đeo xong. Ui 1,5 rồi à? Tôi cũng thích chữ béo béo tròn tròn hơn. Phải công nhận anh em ấy. Chữ này cũng được anh em nhỉ? Chữ này cũng ok chứ. Nhưng mà cái chữ của cái chữ Y này không này? Nhìn nó hơi gầy không này? Đúng không? Chữ này thì ok này. Level 6 rồi đấy. Trong này cái cấp của chúng ta là Internet anh em nhé. Đây này. Nó cũng giống hệt kiểu cấp đồng hành, cấp khai phá các kiểu ấy. Ơ có thư tiếp đấy. Ô. Ô thêm 10 vé thật à. Và đó nè. Và đó nè. Nổ sớm đi. Tiết kiệm 10 vé nào.
Ui, lại hai tím không à? Lại 2A, ok. Một nicotine. Và một chú gấu chó. Ben Bigger. Đấy à, ok. Thằng này như tanker thì phải không ạ? Tôi cũng chưa. Đợt trước beta trước là tôi chỉ chơi có mấy con nhân vật thôi. Tôi không chơi quá nhiều. Con này hệ hỏa à? Hệ hỏa và là bảo hộ à? Gấu Nga à? Cũng Fuji à? Rồi như vậy một lần nữa anh em nhé. Đúng một lần nick 10 nữa chúng ta sẽ nổ vàng anh em ạ. Tôi đang có 2 vé rồi. Tôi cần 6 vé nữa anh em ơi. 6 vé nữa là sẽ đủ nổ mua vàng. Tôi hy vọng nổ vàng của tôi sẽ ra được con nhân vật nào nhỉ? Hy vọng nổ vàng của tôi sẽ ra được con nhân vật Lycaon. Cái thằng cha người sói đấy. Nicotine. Con nicotine này nó sẽ thiên về hướng support anh em ạ. Nó kiểu gom quái, nó giống như kiểu Venti ở bên Genshin Impact ấy. Rồi, cốt truyện đúng không? Thu hồi két sắt. Ô, đổi à? Ô, hình như nó đổi sao hay không nhỉ? Tôi nhớ ngày trước ở trong bản beta 2 là chúng ta làm nhiệm vụ là chúng ta mất sức mạnh khai phá đấy anh em ạ. Cái gì cơ, beta test nó không có giới hạn á? Giới hạn gì không nhỉ? まずあそこを目指そう。位置情報の特定が楽になるはず。通り道に敵がたむろしているな。みんな気をつけて。 À, đổi vé không giới hạn à? Ồ. Ồ thì ngon nhỉ? Thế tí tôi đổi anh em ơi. Quên mất tôi tưởng giới hạn 1 tháng. Ui. Có combo E luôn à? Ơ? Ủa? Cái gì đây? Mới à? Cái này mới không ơi? Ủa? Alo? Ủa? Ngợp quá công ơi, con này hay. Hai con cùng bắn à? Được không? Bên sau này có tính năng. Nhưng mà con game này tôi đã không biết là liệu có nó có tính năng có không nhỉ? Cái hồi beta chưa có tính năng đấy anh em ạ. Bắn tùm lum.
Hồi Bê Ta ngày trước chơi là không không một cái tính năng đấy thật. Cái tính năng vừa con Pep bắn cùng ấy là cũng mới có đấy. Không, tôi nghĩ game của Bi chó chắc là có thôi. Hon cái Pep 3 như là không có đúng không? PvP á? Công mơ à? Không bao giờ có đâu anh em ạ. Cái này cái gì đấy? À, hôn cái có nhưng bỏ á. Ui, vãi cái trưởng thật á. Cảm ơn Đạt nhá. Thấy có Đạt nhiều. Ui, có nhưng bỏ á. Kỳ vậy. Rồi. Đúng không ạ? Ô kìa, bị chém không khí à? Mẹ, chém không khí không ạ? Cay không? Có gacha chỉ số đồ không? Có anh em ạ. Chắc là phải level bao nhiêu ấy nó mới cho di vật đấy. Trong game này nó cũng có di vật anh em ạ. Và cái di vật của game này nó gọi là dish. Đĩa, đĩa nhạc. Nó giống hệt cái đĩa nhạc ở bên Penacony anh em nhé. Ủa, dưới hết đội này. そうじゃなくて追い出されたの。HDDがホロー内部と繋がらない。すぐ緊急調整だ。 Ấy à, hacker lò à. Hacker lò, hacker lò. Ấy à, bắt đầu đấy. ひと通りやったけど、やっぱ繋がらないや。おかしい。本来なら HDDの技術はホローの活性に左右されないのに。一番の気がかりは2個たちだ。 Cái co-op Hon cách 3 đu ai cũng phải chơi được đâu. Ghép đợi đủ người có khi 3 phút mới đi được á. Ồ. Không có cà rốt. Không, cái này là từ chiêu Ryu ấy công ơi. Cái này Ryu anh em nhé. Cập lỗi phát là reset không ạ? Hợp lý. Chiều này mạnh nhưng mà không có tác dụng. À, hacker gặp hacker lỏ hơn à. Anh là ai? Thì ra gặp sói bạc rồi ông ơi. Sói bạc gặp hư ta. Mật mã két sắt. À quên, có skip mà. Anh này quên luôn rồi. Ơ, đổi nhân vật à? Demo cho công nhân vật nam à? Ấy chà, anh nhân vật nam đeo cái gì sau lưng đấy nhỉ? Công nhân vật nam mà chạy đụt đấy nhỉ? Hình như đấy là cái máy ảnh thì phải anh em ạ. Bỏ qua này. Proxy. Proxy.
Ui, nhưng thật sự anh em luôn ấy, con game này nó cho anh em tận là cho anh em tận 6 lần counter là quá nhiều rồi các bạn. Nghe tiếng game này nhiều quá tôi bị nhức đầu. Có em nhức đầu thật à? Tiếng to quá không không? Tiếng to quá tôi nhỏ là nhỏ lại. Không, thật ra phải nói thật với anh em là với những cái người nào mà chơi kiểu Honkai Star Rail quen rồi ấy, sang mấy con game tiết tấu nhanh này bị chóng mặt thật. Còn nếu như mà nói về nhạc, về cái mức độ gọi là hay thì tôi thấy con game này cũng được anh em ạ, cũng được. Oh. What the hell? Thế cuối cùng là chúng ta hack lại hệ thống bằng cách nói đạo lý à? Bye-bye Dragon nhá. Thank you em. Rồi, bọn tôi chưa ăn gì bây giờ. Em chờ tí nhá. Anh này sao anh skip à? Hậu quả của việc skip. System の操作権限を取り戻せた。けど、イアスに再接続する方法を考えないと。Anh em ơi, 600 like mình vẫn gửi anh em nhé. 手動で再接続しよう。Ồ, chúng ta sẽ phải đẩy cái này vào đây à? À, con game này hiện giờ nó đang ấy rồi anh em ạ. Nó đang tô mấy cái màu này để cho công dễ hình dung hơn rồi đấy. Nó làm dễ hiểu hơn ấy. Cũng nhận với anh em là cái thời điểm mà tôi chơi beta test 2 ấy, tôi thấy có nhiều cái giải đố tôi còn đéo hiểu là cái gì. Cái màn TV này tối ưu hơn chưa? Nó có tối ưu hơn một chút rồi bác ạ. Nó có tối ưu hơn một chút rồi. Từ việc tốc độ nhanh hơn đến cũng như cái việc là hỗ trợ về việc giải đố. Thề với anh em chơi cái giải đố ở cái bản beta 2 ấy, có nhiều cái ngồi đéo hiểu là cái gì cơ. Tín hiệu cassette ở bên này. Ok. Ở nhau đi. Bên này tôi nghĩ setting được phím chuột mà anh em. Setting được nút mà. Còn combat thì nó vẫn thế em ạ. Nó cũng chả khác biệt quá nhiều. Bây giờ nó còn cho
Ratatatatata. No Ramira. No Ramira. Mày bắn đi đâu vậy? Game này bao giờ ra chính thức á? Tôi nghĩ con game này chắc là khoảng tháng 8 em ạ. Nếu bây giờ mà đang beta gọi là beta test 3 thì chắc là tháng 8 sẽ ra chính thức thôi. Nói chung là từ giờ đến cuối năm chúng ta có rất nhiều game để mà chơi anh em ạ. Tôi nghĩ là Honkai Star Rail vẫn là rất là thú vị đúng không? Ông nào mà chơi ở Genshin nữa. Xong rồi sang tháng 5 này, cuối tháng 5 này chúng ta lại còn có. Okay. Cuối tháng 5 này chúng ta lại còn có gì nữa? Wuthering Way đúng không? À, game thông báo tháng 7 à? Ồ. Xong rồi sau này còn có con game Project Mugen nữa, không biết bao giờ ra cơ. Năm nay cũng có thể có Azure Promilia. Promilia là con game mà giống Pokemon đấy hả? Ồ, 70% ăn mòn à? À, tôi hiểu rồi. À, ăn mòn này sẽ bị chịu một hiệu ứng xấu anh em nhé. Đây này. Kẻ địch tăng kháng lũy bất thường. Cái gì? nhưng mà Wuthering Way không có tiếng Việt thì lại hơi ấy thật, công nhận. Thực ra Honkai Star Rail đã là Genshin QL rồi mọi người ạ. Ui. Chạy. Tưởng ông thế nào ông chạy à? Đây rồi, boss này công ơi. Ui, con này đòn này. Ui, con này đuổi tôi cá tôi nhanh quá anh em ạ. よくやったわ、ビリー。撃破する。はっ。はっ。はっ。はっ。はっ。
Ôi, né trượt này. À, hết rồi. Còn né trượt không ạ? Cũng hơi loạn anh em nhỉ. Tôi phải công nhận là cũng hơi loạn anh em ạ. Mà né trượt. Cảm giác con game này combat thì nói chung là nó cũng đã tay em ạ, nhưng mà rất hơi loạn. Tôi nghĩ là sau này mà chơi lâu thì khả năng là chúng ta sẽ quen thôi. Chứ ở thời điểm này nó kiểu nó cứ đổi nhân vật liên tục ấy. Xong rồi hiệu ứng các kiểu đó xả ra nhiều quá ấy. Tôi nghĩ là sẽ hơi bị ngợp đấy. Kiểu nó không nó không clear như bên Wu Thuring Way. Cái này có nộ anh em ạ, có nộ nhưng mà nộ ở nộ dùng chung. Nhưng mà con game này có gọi là flop hay không thì tôi cũng không nghĩ là sẽ bị flop đâu anh em ạ. Game của MiHoYo nó được, nó nói chung là nó có một cái gì đấy nó được gọi là bảo trợ, đúng không? Nó có một cái sự uy tín nhất định rồi. Và chưa kể là con Wuthering Way nữa, thật với anh em mà nó không có tiếng Việt. Tôi nghĩ không có tiếng Việt nó là cái thứ khá là sống còn đấy. Cho tôi xem cửa hàng nào. Cảm ơn Lenka, Lenka nhá. Đâu, cái này có ấy mà không? Cái này có giới hạn mà. Cái này giới hạn 1 tháng được có 5. À, không giới hạn thật đấy. Ồ. À, nhưng mà nó lấy 40 không ạ? Nó lấy 40 thì lại hơi đắt rồi. Nhờ. Nó không giới hạn mua theo tháng. Nhưng mà anh em được 5 lần mua với giá 20. Xong còn lại là 40 không ạ? 40 thì lại hơi chát. Đúng không? Bảo một con game không có tiếng Việt mà vẫn có một cộng đồng đủ nổi thì chắc là chỉ có A9 thôi. Tôi xem đủ chưa? Mới có 4 cái anh em ạ, còn thiếu tất 4 cái nữa cơ mà. 4 cái thì không đủ đâu anh em ạ. 4 cái thì không mua được. Bài tập kết nối. À đây rồi. Có thêm 2 cái nữa rồi công ơi. Có vẻ như là đủ rồi đấy. Đấy. Đủ chưa? À 6 cái à. Không. Đổi băng gốc à? Không đủ mà anh em, 40 là không đủ. Thế chắc phải dùng ấy thôi. Tôi nghĩ là dùng cái phim này em nhé. Mình roll phát x10 đi vậy. Lấy con vàng mà chơi nhé. Nào, xem vàng gì nào. Tôi hy vọng là ra là con Lycaon. Rồi, có S thật anh em ạ. Phát cuối cùng nó mới ra. Đó là đây. Mẹ beta trước cũng là con này không ạ? Mẹ cay thật. Beta trước cũng là con này.
Lại vào cái thế hầu gái rồi. Chán chưa? Alexandrina Sebastian. Chán thật. Vẫn là nó không ạ? Úi dồi lắc. Úi dồi ôi lắc. Nội trợ Victoria. Người đại diện với đặc tính chi viện, có khả năng hỗ trợ mạnh mẽ, có sở trường cung cấp hiệu quả bắp cho đồng đội, tăng hiệu quả chiến đấu cho đội. À thì ra là vậy à. Chán chê nhỉ. Hơi buồn anh em ạ, thật sự là hơi buồn. Ơ có thưởng nâng cấp à? Giấu người thống trị. À cái đột phá anh em, cái đột phá. Rồi cái này chúng ta cũng có 3 vé thường em nhé. Nâng cấp cũng có 3 vé thường. Damper trước được Neko, giờ được chị hầu gái. Ô Damper được con này à? Chán thật. Về với công. Tôi chơi con này quá nhiều rồi anh em ạ. Phòng hộ à, kích phá này. Ok này. Con này là A đúng không? Làm thế nào để biết nó A? Toàn B mà. Nhìn đâu biết A. À màu tím ở đây các bạn. Ok. Phòng hộ và kích phá. Ok. Con này hệ gì nhỉ? Con này hệ kích phá không ạ? Đây đúng không? Khi HP của mục tiêu lớn hơn này. Mất thăng bằng tăng. À con này là chuyên phá kích phá à? Đúng không? Con này chuyên phá kích phá. Ok này. Rồi tôi giờ chơi con Nicotine anh em nhé. Nicotine và con rú ro rồi dậy này. Sát thương kỹ năng đặc biệt cường hóa và chỉ số tích lũy bất thường tăng 16%. Khi phát động kỹ năng đặc biệt cường hóa sẽ tụ lực thêm 0,1 giây. Thời gian duy trì. Ok rồi. Không hiểu lắm. Hỏi tính sau đi. Hàn service ác luôn. Mà tôi thích con Lycao hơn công ơi. Tôi đợt tới này phải làm hai video anh em ạ. Một video là hướng dẫn build. Hướng dẫn build và hướng dẫn chơi Nicotine. Và video thứ hai là hướng dẫn build và hướng dẫn chơi Lycaon, mà Lycaon đéo có thì hướng dẫn kiểu đéo gì. Ơ con này chết rồi à? Lại bị hack tiếp rồi công ơi. Xói bạc lại tới chơi rồi. Nana. Ui hack à. Hả? Tôi là trí tuệ nhân tạo. Xin chào chủ nhân. Hả? HDD biết nói chuyện. Xong rồi. Xã hội loài người sắp bị thôn tính rồi không ạ? Tôi là trí tuệ nhân tạo tích hợp, tổng hợp. Có thể gọi tôi là Fairy. Theo thỏa thuận người dùng bạn đã ký, tôi sẽ hỗ trợ về mọi mặt và chờ thời cơ đến. Mẹ hỏng rồi. Xã hội loài người sắp sụp đổ rồi. Uầy, cho chúng ta xem lại anh em ạ. Xem lại tự động và skip. Rồi, không quan trọng lắm. Skip đi. Level 8 rồi, hình như level 10 có thưởng đấy các bạn. Nghỉ ngơi à? Ok, cho chúng ta đi ngủ nữa cơ. Ừ nhờ có HDD mà sao không có SSD nhỉ? Thời buổi này ai có dùng HDD đúng không? Làm video được mấy người xem. Cái vấn đề là không phải là được mấy người xem công ạ. Mà khổ nỗi là phải làm công ơi. Điều kiện để có beta test. Holy moly.
Asa. Ủa, cũng nảy dữ vậy. À, hình như con mụ này là chủ tiệm của cửa hàng game anh em ạ. Nhà mình là cửa hàng thuê đĩa. Bà này là cửa hàng game các ông nhá. Sau này sẽ có nhiều trò chơi game ở đây. Ui, cái gì đây? Cái dáng này giống ăn trộm thế nhỉ? Để điên vãi luôn. À, cái thằng cha cà phê này cũng hay anh em ạ. Nhìn hèn thật sự, cảm ơn Đạt nhá. Cái ông cà phê này cũng hay. Cái thằng cha này là mỗi ngày chúng ta 60 sức mạnh khai phá đấy các anh em ạ. Mà có những đợt mà có event nó sẽ là gấp đôi lên. Em gái dễ thương, ỏ. Em gái dễ thương này tìm tôi có việc gì sao? Hẳn là ỏ. Chỉ cần em thích, tôi có thể trở thành người giao hàng gì gì đó luôn. Hỏng rồi, gặp sim lỏ rồi. Này là sim lỏ rồi công ơi. Chính là cô. Chính là cô sao? Là tôi hỏi chấm. Tôi còn rất căng thẳng. À hà, thì ra là ông này hẹn hò à. Không ngờ lại là một cô gái dễ thương như vậy. Thôi xong rồi. Hạt cà phê mới gì? Thôi xong rồi. Tôi là rồng gỗ 331. Chúng ta đã hẹn nhau bên ngoài để gặp mặt. Cô không phải là Inter Nốt Gây sao? Đi rồi. Rồng gỗ 331 này gặp ngay Inter Nốt Gây. Đi rồi. Kèo này là kèo không ngồi được rồi các ông ạ. Ông này non thật đấy. Chẳng hiểu kiểu gì lại bị lừa trên mạng thế này. Rồi đây rồi anh em ơi. Chính là người giao cà phê. Ok. Lần trước tôi có làm nhiệm vụ này rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi đéo hiểu cốt truyện là cái gì. Quả toàn tiếng Anh đọc chả muốn đọc nữa cơ. Nhưng may quá. Sức mạnh của tiếng Việt đấy các ông nhé. Đây chính là sức mạnh của tiếng Việt. Cái thứ mà tôi nghĩ là các con game nào muốn phát triển thật sự ở Việt Nam ấy, muốn có cộng đồng anh em ạ, thì nên có. Chứ nếu mà không có tiếng Việt thì đúng thật là hơi khó. Con Wuthering Way nó là một con ví dụ điển hình. Con đấy có một cái, tôi nghĩ là một cái tiềm năng rất là lớn. Nhưng mà mỗi tội là nó lại không có tiếng Việt ở Việt Nam. Thế bọn này Una với cả Nana này thì học theo cái gì nhở? Học theo Minion. Ê Nane. Umnena Nú. Rồi, chào mừng cái gì ấy à? Lấy băng video cuộn băng mà ông chủ chúng tôi mượn. Nananu Nane. Ok, đâu hiểu. Nuna. Nuna. Nane Nu Nane. Nanenu. Chết mất thôi. À, cái này sau này sẽ cho anh em mở để mua gọi là vết tích anh em nhé. Tức là những cái vết tích để anh em nâng level ấy, nâng kỹ năng của nhân vật ấy, anh em sẽ mua ở đây mọi người ạ. Mọi người có thể farm được, mọi người vẫn có thể mua được. Nhưng mà mua ấy, thật với anh em là cái giá sau này có ông mua, hình như là reset hàng ngày đấy, nếu tôi nhớ không nhầm. À, cái này sau tuần à, 3 ngày 12 giờ à. Theo tuần à, nó cho mua. Lần trước tôi chơi là nó reset theo ngày các em ạ. Theo ngày mua mẹ mua không xuể luôn bởi vì nó nhiều quá. Nó tốn cái tiền này quá. Quyết mua được mà nhà Quyết mẹ mất. Ờ tôi mua thử nhé. Mua đây. 400 mà.
4.000 à? Mua hết đi công ơi. Dấu cường công. Ủa là sao? À nó khóa à? Mẹ sư cay thế nhỉ. Một ông mua, một ông tư vấn và một ông thối tiền à? Công nghiệp vãi cả bều. Công nghiệp thật sự à? Ừ tôi đúng farm được anh em ạ, à, farm được. Vút ve con mèo. Ủa rồi sao? Vút thế thôi á? À phải ấn thoát à? Mẹ mất thời gian thật. Em vút ve được 5 phút rồi đó. Muốn ở bên cạnh mèo mọi lúc mọi nơi. Chụp ảnh con mèo. À chụp ảnh cho cả hai anh em nhà này à? Đéo chụp. Anh em đéo gì. Ông này còn tạo dáng nữa chứ. Tí nữa thì 5 phút thật. À con game Wuthering Way các em ạ. Theo thông tin mới nhất ấy là cái banner tân thủ ấy sẽ cho anh em chọn một nhân vật. Anh em nhé, cho anh em chọn một nhân vật. Và khi mà công roll đủ hết cái số lần tân thủ đấy là sẽ chắc chắn ra nhân vật đấy các em ạ. Chứ nó sẽ không yêu cầu anh em phải gacha, anh em phải reroll trong cái đám nhân vật banner thường đâu. Hay không? Mấy con game này là công sẽ phải reroll đúng không? Công sẽ phải reroll. Nhưng con game kia thì không như thế. Thật ra con game kia tôi nghĩ vẫn reroll thôi. Để mà làm gì? Để mà anh em nổ sớm banner nhân vật tân thủ. Nhưng mà đỡ hơn rất là nhiều. Con game này công lại còn phải roll đúng nhân vật công thích. Rất là mất thời gian. Genshin could never. Hoyo could never. Tất cả băng trong tiệm. Mỗi cuốn tôi đã xem tận 10 lần rồi. Ê, tôi là Hedy Hedy, một vị khách siêu trung thành của cửa hàng này. Nghe có vẻ là cộng một nô lệ anh em ạ. Tôi cái cách nhân vật Hedy này xuất hiện giống hệt như cách em Giang, em Tài xuất hiện ở trong kênh của chúng ta. Cộng một nô lệ. Rồi ok. Có vẻ chủ tiệm có ý định chấn chỉnh lại công việc kinh doanh hả? Ok. Tôi sẽ giúp à? Rồi tuyển nhân viên công ạ. À? Là nào? Khi chọn băng video hãy cố chọn những chủ đề hot hiện nay. Ok. Ok. Cuộn băng này chắc sẽ được yêu thích à? À hài hước à? Tôi cũng chả nhớ là cái này để làm gì anh em ạ. Chỗ này có thể phản ánh mức độ được yêu thích của băng video. Việc quảng bá cửa tiệm tạm thời giao cho bé 18. Bé 18. Con này tên là Bang Bu 18 không à? Bọn này gọi đây là bé 18. Holy moly. Cảm ơn lốc dự phòng nhá. Anh chốc em dùng thư viện xem có con game nào, có con nhân vật nào tên là Miyabi tai cáo waifu không. À có đấy anh em ạ. Hình như nếu tôi không nhầm là con nhân vật đấy xuất hiện trong banner sau thì phải. Hiện giờ banner là con Elen anh em ạ. Mà banner sau sẽ là con Miyabi đấy. À làm cái này được tiền Mora ấy hả? Ồ. Giống như cái ủy thác hàng ngày ấy hả? Ui cải tiến công ơi. Ui cải tiến đấy công ạ.
Mẹ cái này là học từ con cải tiến. Cải tiến giống Honkai Star Rail. Cái này ngày xưa là không phải chờ nó tự chảy nhảy ra từng dòng chat một, nó rất là mất thời gian. Bây giờ anh em chỉ cần ấn kích phát nó tự nhảy ra hết không ạ. Cải tiến. Như vậy là hiện giờ là cải tiến về mặt đồ họa này, không giới hạn khung hình này. Cải tiến thứ hai là về chat chủng các kiểu này, cũng ok này. Cũng có... cái gì đấy? Hẹn hò à? Quét hẹn hò à? Có cả skip thủ. Chúng ta có chế độ event và chế độ arcade à? Rồi chúng ta sẽ có mấy game? 3 game đúng không? Chó săn linh hồn, đối đầu với rắn và đối đầu với rắn chế độ cuồng nhiệt à? Ok. Chúng ta sẽ có thành tựu trong này anh em nhé, để mà chúng ta lấy được cái gọi là phim. Được chưa? Anh em đạt được cái thành tích trong này là mọi người sẽ được, nó giống như kiểu achievement ấy. Và chúng ta sẽ có hạng anh em nhé, có hạng đấy. Tôi không biết là tương lai chúng ta có chơi online được với nhau không, mà tôi không rõ. Như thế nào? Bạn kia. Mình xin. Ui chết mẹ ơi. Thỏng ơi. Hỏng rồi. Hải ơi là Hải, mà chơi game này có hỏng không? Ui cái địch mẹ. Lại thua boss rồi. Chết mẹ rồi công ơi. Ê. Hơi nguy hiểm mà nha. Cái thằng này. Ê! Đang bảo thằng này chơi gà thế, của mình còn chơi gà hơn không ạ? Bảo thằng này chơi gà thế. Không ngờ là mình còn gà hơn. Khó vậy. Ui. Anh dài này à? Ui khó thế nhờ, đông quá công ạ, loạn. Chán chưa? Địch. À thì mình vẫn thắng mà. Ồ, thì ra là kỵ sĩ ánh sao số 1 thế giới là bạn mình. Thì ra là hai ông kẻ theo đuổi kỳ lạ và thạch dưa hấu kia chỉ là đối thủ thôi. Boss gánh còng lưng. Boss gánh còng lưng là có thật công ạ. Uấy, được đấy. Rồi, nhận được phim màu. Nhận toàn bộ luôn mà, được hợp lý. Boss gánh còng lưng là có thật. Một soju nhá. 5 sao banner thường ra gì rồi? Em vẫn là bà chị bay lượn à? Đích. Chuẩn bị hoàn liệu. 1匹, 2匹. Soroっています wa ne. Ok em. Anh khác cái đéo gì. Đéo lệch đi đâu được, vẫn là bà chị bay lượn. Này nó rết up bà chị bay lượn hay sao nhỉ? Sao toàn ra bà chị bay lượn vậy? Event. Ồ. Oh. Wow.
Ok này, đăng nhập ngày đầu tiên này. Casting sân khấu à, chơi thử à, ok này. Mở khóa này. Tân thủ lên đường này. Lỗ hồng số 0 à, ok. Bắt đầu chơi thử nhé. Đạt hai loạt cũng ra bà chị này. Ê, Damper cũng ra bà chị này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thật ra con nhân vật này rất ổn đấy anh em ạ. Cho đến khi là gì? Cho đến khi là con nhân vật này nó có cái đuôi cá mập. Nhìn gió chịu thật. Nhấn giữ hoặc nhấn đúp né, Elen sẽ vào trạng thái tuần tra, di chuyển kích và xung kích nhanh ở trạng thái tuần tra này. Nhấn giữ tấn công thường sẽ phát động kéo cắt nhanh gây đam băng. Khi kéo cắt nhanh đánh trúng sẽ nhận một điểm sạc cấp đông. Trong trạng thái tuần tra, nhấn giữ đánh thường sẽ phát động tụ lực kéo cắt gây đam lượn băng, ok. Ui. Ui. Đã. Khi có sạc cấp đông, Elen sẽ kích hoạt hiệu ứng cấp đông. Trong trạng thái cấp đông tấn công thường và xung kích. À ok. Tối đa là 6 điểm cấp đông à. À cấp đông rồi đúng không, đánh thường đúng không. Ồ oh. Hết cấp đông rồi công ơi. Hết cấp đông rồi. Ok, Shatter là hết. Uầy, nghe được đấy nhờ. Ui, cũng đá luôn công ạ. À. Đá như kiểu dùng ly vậy. Rồi, đá như kiểu dùng ly công ạ. À. Nhìn đã nhờ. Oni noni. Cái đéo gì đấy. Ui. Udi. Ui. 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 Ui giời, ui giời, ui giời, ui. Ui giời bị đánh thôi. Đấy, vắt đao chạy rồi. Ui kìa, đau thế. Mẹ đá như dông ly ý nhờ. Nhờ. Nhìn đá thương đẹp ác anh em ạ. Ồ quên rồi, cũng rồi quên chưa check QTE của em này rồi. Con này chỉ đã đấy không ạ, con này chỉ đã đấy. Con Miyabi là giống con Ayaka cơ, thế mà còn đã hơn cơ. Bên này có chỉ số tinh thông nhưng mà tinh thông bất thường anh ạ. À, anh có chả hiểu để làm gì cơ. Hôm nay con này không cần đâu cơm nhé. Anton và Sokaku. Ôi chết, em Sokaku thế nào. Oni noni. Ông cầm cái bảng đéo gì đấy. Khi Sokaku phát động kỹ năng đặc biệt cường hóa liên kích hoặc đòn kết liễu sẽ nhận được tối đa 3 tầng gió xoáy à? À. Thời gian phát động kỹ năng đặc biệt hoặc là kỹ năng đặc biệt cường hóa nhấn giữ và nhanh chóng tiến vào trạng thái cờ lệnh à? Ồ như thế nào? Úi giời ơi. À ok. Ui, em này cầm vũ khí nặng thế. Ui. À, em này là kiểu ra sân rồi né phát à. Mũi thế thôi à. Nhấn. Khi Sokaku phát động kỹ năng đặc biệt cường hóa, nhận tối đa là 3 dòng xoáy. Trong thời gian phát động kỹ năng đặc biệt, nhấn giữ. Ê, ủa là thế nào?
đây 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 à đó. À ui, con bồ ghê phết nhờ. Rồi con này vào đây giữ phát này, dòng xoáy này, xong vẫn đánh thường, đánh nghe liên tục này. Ủa sao vẫn đéo được? Ui, mày như quạt chả với công ạ. Thế, điên thật. Nhấn giữ tấn công đặc biệt phát động cờ lệnh rồi, ok. Khi tấn công cờ lệnh đánh trúng kẻ địch sẽ kích hoạt hỗ trợ chịu đòn. Ờ. Cung cấp hiệu quả búp cho bản thân và nhân vật đồng đội. Ok. Nếu có 3 dòng, 3 tầng dòng xoáy, ờ, sẽ tiêu hao tất cả dòng xoáy và trạng thái cờ băng. Đéo hiểu cơ mà. Khó dữ vậy. Nhấn giữ phát động cờ lệnh này. Ủa là như nào không hiểu lắm. Phát động tấn công thường gây sát thương băng là tối đa duy trì 45 hoặc là 6 lần kích hoạt. Ok. Đúng không? Ui, mẹ bổ như cũng lực ghê không ạ. Ui rồi bổ như chó vậy. Mày. Rồi hết hết băng rồi. Ui. Con này nó cũng điên không ạ. Con này nó cũng điên. Sao đi chậm đấy. Úi giời ơi. Ulti phát ra nào. Ui Xiao à. Ui combo gọi là vãi bều đấy. Rồi, được không? Này mình đã hiểu combo lắm không ạ? Ủa, đừng có kháng gián đoạn, không có à? Kháng gián đoạn à? Vô chi thực sự ạ. À. Anh ơi con dành lấy đồ nhá. Ok chú Pin nhá. Ok chú Pin. Người ta sắp đến cho chú Pin ơi. Ok phết công nhỉ. Lùn quá. Boss không đánh được. Nó cưa ngay cái chân dưới. Tôi nghĩ chắc là sau này sẽ có combo thôi anh em ạ. Khả năng sau này sẽ có combo thôi. Giờ nói thật với cả anh em mới chơi thì cũng chưa biết combo con bùm như thế nào cả. Nhật ký ủy thác. Ê. Nhận từng cái một á. Ông nhận một lúc à? Bây giờ đi ngủ phát đúng không? Từ xem nào. Mẹ nhựa thì tràn mẹ rồi. 300 à? Hơi ít nhỉ?
Có top tier SSR chưa anh à? Mẹ phải cứt. Lướt tới rồi cưa rồi đổi qua Xiao Loli ulti là bot dễ chết lắm đấy. Đấy không thấy chưa? Tôi yêu ngày xưa đấy. Ngày xưa chúng ta phải chờ nó từng nhảy từng cái chat một đấy các bạn, nó rất là lâu luôn. Ủa? Vẫn lâu à? Ok kìa. Này lừa rồi. À không phải được rồi này. Lại lừa rồi. Có nút skip cốt truyện anh em ơi. Hưu update đấy. Big update luôn đấy. Anh em ơi cho xin 20 like được không? Để tôi gửi nút mốc 600 like này. Xong rồi có này chúng ta sẽ ọp này. Để tôi đi ăn trưa phát. Đi gặp người chăn cứu. Uầy, sờ kíp cốt truyện bằng game vào dân dìa. Nào. Thẻ tháng này sẽ là thẻ tháng của bạn Hiếu Ti Con anh em nhé. Cả nhà có giúp tôi chấm than cảm ơn Hiếu Ti Con. Và đừng spam quá. 5 lần nhá. Ơ tôi toàn ăn trưa lúc 2 giờ chiều mà anh em. Game bỏ mấy cái tivi cho anh ơi. Tivi nó vẫn có anh em ạ. Tivi nó vẫn có nhưng mà nó tối ưu hơn cho tivi để anh em đỡ bị nhàm rồi. Tivi vẫn thấy ok đấy. Chỉ là sau này chưa biết thế nào thôi. Chắc là tối nay à. Tối nay à, chắc là sẽ vẫn chơi Honkai Star Rail anh em nhé. Tối nay tôi cứu sảnh một tí vậy. Dạo gần đây hơi nhiều content. Khả năng là chúng ta sẽ phải chia ra 1k để chơi ZZ. Và 1k là chúng ta sẽ chơi Honkai Star Rail cứu sảnh như bình thường. Bởi vì dự tính của tôi là trong tuần này chúng ta sẽ làm tier list của phiên bản 2.1 anh em nhé. Xem video của Yellow á. Tôi tưởng thầy vàng có mỗi cái video thôi mà. Tôi tưởng thầy vàng có đúng một cái video là cái video Aventurine E6S5 thôi mà anh em, không phải à? Là có video mới à? Nói chung là tôi thấy nhà phát hành cái nâng cấp đáng giá nhất anh em ạ là cái này này. Ôn lại thứ. Khảo sát mức độ hài lòng à. Phim màu X30 á. Ê. Hơi ít nha. Overall opinion à. Cũng được anh em ạ. Personal speaking, what do you think overall difficult? Rồi, không khó lắm. Overall smoothness gameplay. Ok. Nói chung tôi thấy khá là mượt anh em ạ. How do you feel about your in-game goal? Nói chung là somewhat clear. Cũng được. Current experience, how satisfied following content? Graphic à? Graphic thì cũng được anh em ạ. Game plot là animation tech present lore. Nêu chừa thôi. Music à? Music nêu chừa thôi. UI design à? Cũng tạm tạm thôi. Tutorial được anh em nhé. Performance được anh em ạ. Nói chung là tôi thấy ok đấy. Hiện giờ là nó tối ưu ngày xưa rất là nhiều luôn. Cái hồi trước là nó hơi giật anh em ạ. Nó không được tối ưu về cái mặt gọi là khung hình trên dây lắm. Mà con game này nhá, nói thật với anh em, hiện giờ nó đang để không giới hạn khung hình. Nó là một bước tiến đỉnh cao không ạ. Tôi phải dùng từ là đỉnh cao anh em nhé. Hiện giờ chưa có một con game nào nó mở unlock cho công như thế đâu. Con Gu Thring Way nó vẫn đang lock anh em ạ. Con Gu Thring Way là nó lock trước là 120. Xong rồi nó lại giảm xuống 160 rồi. UI design à? UI design à? Rồi. Poor text reading experience này rồi. What aspect of tutorial? Cái này không có tiếng Việt à? Cay nhờ. Rồi, không có vấn đề gì cả. Week of following regarding accessing tutorial content. Do you know? Do you know à? Ok, cái biết hết rồi không ạ? Based on your current experience, how satisfied following gameplay system? Combat experience à? Combat à? Combat thì cũng được anh em ạ, cũng được.
Hello gameplay thì thôi, tôi bỏ anh em, tôi không thích cái Hello gameplay. Internal system accept mission à, neutral. Agent training à, neutral. Six street à, cũng bình thường thôi công ạ. Nói chung là tôi thấy cái Hello tôi không sướng lắm. Weak aspect of, tôi xong cái này tôi gửi anh em nhé. Weak aspect of combat experience. You dissatisfy, ok này. Combat. One dimension repeat này, đúng rồi này. HP đa rồi, energy. Thôi cái này tôi chơi rồi anh em ạ, tôi biết. Tôi nghĩ vẫn phải thay đổi anh em ạ. Combat Eason, đúng rồi, cũng không có ấy lắm. Nói thật với anh em là cũng không có tính chiến thuật lắm, vào mẹ cứ spam nút thôi. The gameplay Hello à? Gameplay Eason Flan này, ok này. Control not smooth, lack of gameplay tutorial, single game take too long này. Rồi này. Rồi, tôi nghĩ là cái reward đi vậy. Control experience in following situation. Hôm tôi gửi anh em nhé. Chắc là tôi làm thêm làm sau vậy anh em ơi. Một lần nữa là cảm ơn Hiếu Ti Con đã gửi thẻ tháng nhé. Và thẻ tháng mốc 600 like này, tháng thứ 3 của buổi sáng ngày hôm nay sẽ thuộc về Top Honkai. Mọi người chú ý chính là Huy Phạm à. Huy Phạm bạn này có hội viên này. Huy Phạm này à. Ê, Huy Phạm này giống Huy Phạm lần thứ hai ấy nhở. Huy Phạm có đang ngon không nhở? Alo. Để tôi xem Huy Phạm này có phải cooldown không. Cooldown à? À đúng rồi, đúng rồi, đúng là chú lần trước của chúng đúng không? Ok nhá, chính là Liêm phết đấy. Nói chung đến thời điểm này tôi nhận ra có đúng một bạn thôi. Là hôm qua là bạn ấy có trúng ở một arc khác anh em ạ. Xong rồi bạn ấy vẫn gửi thông tin cho tôi. Bạn ấy đã bị cooldown rồi. Rồi nhá Huy Phạm nhá. Ủa hai Huy Phạm cơ à. Và người chúng nó chính là Benjamin. Benjamin là đầu tiên luôn anh em nhé. Và bạn này vẫn là hội viên luôn này. Alo Benjamin đâu nhở. Nói chung là tất cả anh em đều liêm hết. Còn mỗi bạn ấy là chưa liêm lắm thôi. 7 này. 6 này. Không không phải ông clone anh em ơi. Bạn clone tôi vẫn ok rồi mà. Bạn clone tôi vẫn ok rồi. Bạn khác cơ. Rồi Benjamin vui lòng chụp ảnh tài khoản YouTube nhé. Và gửi giúp mình qua chấm than fanpage nhé. Cũng như là gửi mình số Momo và số tài khoản ngân hàng. Ui, có hai ông Benjamin à? Có hai ông Benjamin à? Ok nhé. Rồi Benjamin vui lòng chụp ảnh tài khoản YouTube nhé. Và gửi giúp tôi qua chấm than fanpage nhé. Cũng như là gửi tôi số Momo và số tài khoản ngân hàng nhé. Benjamin này là hai ông cơ à? Ok này. Benjamin này thì... Ờ tôi phải nốt đây anh em ạ. Để không có khi lại nhầm người. Rồi nhá. Rồi chúc mừng bạn. Rồi anh em ơi chắc là off thôi nhờ. À khoan đã, từ từ làm nốt cái này phát. Xong rồi chờ chờ shipper gọi anh em nhé. Control experience. Hello gameplay à. Tôi không thích gameplay lắm anh em ạ. Six street thì bình thường anh em ơi. Combat thì ok. Which aspect of control you are left a feeling. Ok này. Speed up camera control. Đấy, tôi nghĩ vậy thôi công ạ. Ủa những cái này hỏi bao giờ đấy. Mẹ được có 30 phim mà hỏi nhiều dữ vậy. Này chính ra anh em ạ. Là tôi nghĩ con game này nên cho thưởng nhiều hơn về cái khảo sát, anh em công nhận không? Ví dụ ít phải được một roll chứ đúng không? Cho được có 30 phim màu không ạ? Được một roll sẽ ngon hơn rất là nhiều. Special attack, energy method. Nói chung là tôi cũng khá là hiểu, ultimate cũng khá là hiểu bởi vì tôi chơi rồi. Đa rồi tôi cũng chơi rồi trên attack. Không, anh em ạ, tôi muốn nhà phát hành phải tối ưu hơn nữa cơ. Rồi, tôi cho xuống bên dưới anh em nhé. Cái này là tôi hiểu không ạ, nhưng vấn đề là nhưng vấn đề là tôi muốn tối ưu hơn nữa để cho để nhà phát hành sau này tối ưu cho người mới chơi. Bởi vì tôi chơi bản beta rồi anh em ạ.
Rồi. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Tôi nghĩ là như vậy sẽ hợp lý hơn. Perfect acid rule, do you know? Perfect acid rule, do you know à? Rồi, bỏ đi. Combat thì sao? Combat à? It easy. It easy cơ à? Nghe cũng căng đấy. Được, tôi muốn khó hơn nữa. Nói chung là bạn có hiểu về cái cơ chế chơi game trong Hollow không? Rồi, Hollow thì tôi cũng hiểu này. Camera rule cũng hiểu này. Event effect thì cũng không hiểu lắm này. Objective cũng không hiểu lắm này. Nhặt cái gì cũng không hiểu lắm này. Gameplay mechanic cũng không hiểu lắm này. Pressure, ok. Hollow operate rule. Rồi, bỏ đi. Cho nhà Frank tối ưu đi công ơi. Internal schedule. Cái internal schedule này chả để làm gì không ạ? Thật sự là như vậy. Mấy cái notification này cũng không để làm gì cả. Signal search là cái gì nhỉ? Không nhớ rõ lắm không ạ? Agent training này thì cũng biết này. Following store á. Random play video store. Woodle news store. Nói chung là mấy cái này không ấn tượng lắm. Bạn có sẵn sàng chơi tiếp Zealot Zone Zero không à? À, somewhat willing, ok. Và lý do chính bạn chơi Zealot Zone Zero là gì? Chọn 3. Tôi xem nào. Lo chắc là không phải rồi. Because it's Hoyoverse game này. Hello gameplay y fun. Một sự lừa dối không ạ? Combat cũng được này. Graphic à? Ok. À giờ đợi Wuthering Way à? Mẹ công ác thật sự ạ. Cái giá trả cho 30 phim có đáng không à? Comment à? À, cái gì nhỉ? Cái này gọi là gì? Survey à? Survey. Should be reward 160 phim, ok. Được chưa? hợp lý các ông ơi. Thế là hợp lý rồi, hợp lý rồi. Nói chung là chúng ta cần nhiều quà hơn chứ mẹ, quà có 30 này tôi thấy nó hơi phèn không ạ. Ở internet này là lịch trình anh em ạ, là cái kiểu dạng chúng ta sẽ set up về, tôi hiểu, theo tôi hiểu là cốt truyện. Nhưng mà cái này thực ra không cần thiết lắm. Cái này chúng ta mua anh em nhé. 50 phim màu, bổ sung 60 điện lượng, khôi phục 6 lần, ok. Rồi em ơi, chắc nghỉ nhờ. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Và hẹn mọi người tối nay nhá. Chúng ta sẽ chơi Honkai Star Rail tiếp. Tôi mới có 6 vé anh em ạ. Chắc là bao giờ đủ 10 vé thì mình sẽ gacha. Rồi, bye bye anh em, cảm ơn em rất nhiều. Thank you mọi người và hẹn mọi người tối nay nhá. Bye bye mọi người, thank you mọi người rất nhiều. Nghỉ thôi công ơi, ăn trưa phát. Cũng được đấy chứ nhỉ? Tôi thấy cũng ok em ạ. Cũng có những sự tối ưu riêng. Và tôi hy vọng những con game sau này chúng ta chơi sẽ được Unlimited FPS. Con game này có Unlimited FPS tôi nghĩ là điểm đánh giá rất là cao đấy. Kỳ đấy.